tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 481, trong đám bạn tốt của người bắt yêu có chiến sĩ nhím biển. Linh điệp tôn giả, 365 cái đạo hiệu, đùa cái gì vậy hả? Cũng có phải là đặt tên cho con chó con mèo đâu, hắn biết đào đâu ra 365 cái đạo hiệu bây giờ. Chết tiệt, là ai đã dạy hư con gái của hắn thế hả? Linh Điệp Tôn giả dám khẳng định rằng cô con gái ngoan ngoãn khôn khéo của mình chắc chắn sẽ không chủ động đi đòi 365 cái đạo hiệu làm gì, chắc chắn là ai đó đã làm ảnh hưởng đến nó. Tốt nhất là đừng có để ta biết là ai đã làm ảnh hưởng đến Vũ Nhu tử, nếu không thì ngươi sẽ không xong với lão phu đâu. Trong lòng Linh Điệp Tôn giả như có một con mãnh hổ đang ngửa đầu lên trời gầm vang. Ánh mắt Vũ Nhu tử tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hỏi có được không hả? A à cha Linh điệp tôn giả hít một hơi thật sâu, một lát sau, tôn giả nở một nụ cười dạng người, bật thẳng ngón tay cái lên, nói, không thành vấn đề, bất luận là bao nhiêu cái đạo hiệu, ta cũng sẽ xử lý cho con. 365 cái đạo hiệu còn con kia vẫn chưa làm khó được ta đâu. Đến lúc đó, mỗi một cái đạo hiệu đều sẽ có ý nghĩa sâu sắc riêng, bảo đảm không cái nào trùng với cái nào. A à cha là tốt nhất, Vũ Nhu Tử vui vẻ nói mặt mày linh điệp tôn giả cũng tràn đầy vui vẻ và yên tâm. Tuyết lang động chủ, giao bá chân quân, thông huyền đại sư, bạch hạc chân quân, lạc trần chân quân, ý nha, đặt nhiều đạo hiệu sắp trở thành mốt mới rồi sao? Từ tống thư hàng tiểu hữu đặt những 7 cái đạo hiệu cho đến vũ nhu tử cô nương đang đòi đặt 365 cái đạo hiệu. Vị đạo hữu khiêu chiến danh hiệu, người có nhiều đạo hiệu nhất, tiếp theo sẽ là ai đây ta? Nếu một ngày nào đó, tất cả các vị đạo hữu trong nhóm cửu châu số một ngày nào cũng thay một cái đạo hiệu thì chắc là thú vị lắm đây. Lạc Trần Trân Quân đang rất mỏi mắt chờ mong ngày đó. Audio điện tử võ tấn bền Ở một nơi khác, ở đáy biển phía dưới chiếc du thuyền sang trọng, tổng cộng có 16 con chiến sĩ nhím biển đang bơi nhanh để đuổi theo du thuyền. Phàm là những kẻ nhuốm máu tươi của các chiến sĩ nhím biển chúng ta đều là kẻ địch chung của tất cả các chiến sĩ nhím biển trên toàn thế giới. Không được để cho hắn chạy thoát, mau đuổi kịp rồi giết chết hắn đi. Hỡi các chiến sĩ nhím biển cường đại, không có gì phải sợ cả. Tên chiến sĩ nhím biển cầm đầu trầm giọng xuống nói, toàn thân hắn lóe lên ánh sáng bóng loáng của kim loại, hiển nhiên cũng là loại biến dị trong đám chiến sĩ nhím biển, chúng ta phải giết chết hắn bằng cách tàn nhẫn nhất để tế linh hồn các tộc nhân ở trên trời của chúng ta. Tất cả đám chiến sĩ nhím biển gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy những tia máu đỏ. Ở vị trí cuối cùng của 16 tên chiến sĩ nhím biển, một tên chiến sĩ nhím biển trẻ tuổi lôi một cái điện thoại di động ra đây là mẫu điện thoại di động đặc biệt, ở dưới đáy biển cũng có thể bắt được tín hiệu, hơn nữa còn có thể chống lại áp lực của mực nước biển. Hiển nhiên đây là kết tinh của khoa học kỹ thuật và pháp thuật. Sau khi mở khóa điện thoại, tên chiến sĩ nhím biển trẻ tuổi đó mở trang chủ của một phần mềm chat ra sau đó hắn đăng một cái tin lên new feed của mình. Cuối cùng hôm nay bọn ta cũng xác định được con mồi, đó là một chiếc du thuyền sang trọng, con mồi của bọn ta đang ở trên chiếc du thuyền này. Kích động quá đi mất, thời gian săn mồi đến rồi. Đây là lần đầu tiên ta đi săn lùng con mồi, kích động quá đi mất. Cùng lúc đó, chiến sĩ nhím biển còn dùng thêm máy ảnh có hiệu quả của pháp thuật, giờ về phía chiếc du thuyền sang trọng kia chụp lấy hai tấm ảnh. Sau khi biên tập nội dung, hắn đăng cả ảnh và status lên new feed trong phần mềm chat. Chiến sĩ nhím biển anh hùng, không hề sợ hãi. Sau đó tên chiến sĩ nhím biển trẻ tuổi cất điện thoại đi, ra sức bơi về phía chiếc du thuyền. Đợi sau khi chém chết con mồi, hắn muốn đạp chân lên đầu con mồi, chụp lại tư thế anh dũng của mình sau mỗi lần đi săn. Mà vào lúc này, cách chiếc du thuyền sang trọng khoảng 1.000 mét có một cái đảo san hô nhỏ có 20 người đàn ông mặc bộ quần áo kỳ lạ đang đứng trên hòn đảo san hô nhỏ này. Những người đàn ông này mặc đạo bào màu vàng đỏ, nhưng kiểu đạo bào này lại không có tay áo. Hơn nữa, treo trên vai áo đạo bào của bọn họ là 10 lá bùa giấy dài, trên từng lá bùa giấy đó được viết chẳng trí các loại chú văn. Mỗi một lá phủ giấy đều là từ 25 đến 30 lá phủ bảo. Chỉ cần tháo xuống kích hoạt là có thể thi triển ra pháp thuật. Không chỉ có thế, trên cánh tay trần của những người đàn ông này còn xăm đầy các loại hình xăm phù văn. Những hình xăm và phù bảo này đều có hiệu quả như nhau, chỉ cần rót chân khí, linh lực vào để kích hoạt chúng là có thể trực tiếp phóng thích ra pháp thuật. Từ cách ăn mặc của bọn họ có thể nhận ra thân phận của bọn họ ấy chính là những người bắt yêu, đã ẩn cư khỏi giới tu sĩ cách đây hàng nghìn năm. Khác với những tu sĩ chú trọng vào việc tu chân luyện cấp, tìm kiếm trường sinh bất tử khác, So với trường sinh bất tử thì người bắt yêu thích hàng yêu phục ma hơn. Người bắt yêu rất cố chấp, họ cho rằng chỉ cần là yêu, bất kể tốt hay xấu cũng đều phải bắt lại. Những yêu quái tà ác thì phải nghĩ cách giết chết, cho dù là những yêu quái hiền lành cũng phải phong ấn lại. Tóm lại, trên thế giới này không nên có yêu quái tồn tại. Tìm được tung tích của những con yêu quái nhím biển tà ác kia chưa? Người bắt yêu đứng đầu là một người đàn ông Đông Bắc, dáng người cao to vạm vỡ, tướng mạo uy nghiêm. Vị trí đại khái chính là ở khu hải vực này, chỉ có điều Đại Dương Bao La, muốn tìm được bọn chúng cũng không phải điều dễ dàng. Một người bắt yêu trẻ tuổi vừa nói vừa móc điện thoại ra bấm thật nhanh. ID tài khoản chat của chàng trai này tên là Viện trưởng bệnh tâm thần. Trong danh sách bạn bè của hắn có rất nhiều ID của những người bạn có tính tình cổ quái, rất có tố chất thần kinh. Ví dụ như Đông Hải Lân giáp quái, Hoa Hồ Tức Ngư Tinh, Đông Bắc Đại Hổ yêu, Trường Bạch Sơn Hoa yêu. Tỉnh Long Vương, oan Hồn Nhà Xí. Bạn bè toàn các loại thần ma tinh quái. Trong đó, có một người có ID là Chiến sĩ Nhím Biển Anh Dũng số 32 lớp 59 năm thứ 8. Để có thêm nhiều bạn tốt kỳ lạ như vậy, chàng trai bắt yêu trẻ tuổi này đã phải trải qua rất nhiều gian khổ mà người bên cạnh không thể nào tưởng tượng được. Ý, có tin tức rồi, người bắt yêu trẻ tuổi đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động của hắn, Người bạn có ID là chiến sĩ nhím biển Anh Dũng số 32 lớp 59 năm thứ 8 vừa mới đăng lên Newfit một cái status. Trong status còn kèm thêm hình ảnh về chiếc du thuyền sang trọng cùng với tin đám chiến sĩ nhím biển này đang chuẩn bị tập kích du thuyền, liệp sát một vị hành khách nào đó trên thuyền. Đúng vậy, không hề sai, người có ID chiến sĩ nhím biển Anh Dũng số 32 lớp 59 năm thứ 8 này chính là tên chiến sĩ nhím biển trẻ tuổi dưới đáy biển kia. Một tên chiến sĩ nhím biển nằm trong danh sách bạn bè của một người bắt yêu. Mấy năm gần đây, thông tin cá nhân là vô cùng quan trọng, vì thế khi thêm bạn bè phải hết sức cẩn thận hơn nữa. Mục tiêu của đối phương là Du thuyền, chúng ta lên, tuyệt đối không cho phép đám yêu quái nhím biển này làm hại người bình thường. Người bắt yêu cầm đầu trầm giọng xuống nói, xuất phát, vì một thế giới không có yêu quái. Vì một thế giới không có yêu quái tất cả những người bắt yêu duỗi tay ra chắp lên trước ngực, đồng thanh nói. Một lát sáu, hai mươi người bắt yêu nhảy từ trên đảo san hô xuống. Bọn họ đạp lên mặt biển, đạp nước, lao như bay về phía chiếc du thuyền sang trọng đang ở cách xa một nghìn mét. Cấp bậc tu vi của cả hai mươi người bắt yêu đều là chân sư nhị phẩm. Trong đại dương bao la này, bọn họ vẫn đang tìm kiếm tung tích của đám chiến sĩ nhím biển, tìm kiếm rất lâu. Chương 482, còn có rắn độc núp ở một bên. Thư hàng đạo hữu, có khách đến kìa." Ngư Kiều Kiều đang nằm trên bệ cửa sổ đột nhiên mở mắt ra, dùng giọng nói mềm mại nói với Tống thư hàng. Mặc dù sau khi thu nhỏ lại Ngư Kiều Kiều vẫn là thân cá chân người nhưng nhìn qua vẫn rất dễ thương, đáng yêu giống như tiểu tinh linh vậy. Có điều nếu cô để lộ nguyên hình dài mấy mét của mình thì hình ảnh này sẽ trở nên rất đáng sợ. Vì thế, Bất cứ thứ gì, cứ bé bé thôi thì thể nào cũng là xinh xắn nhất. Ta biết, Tống thư hàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, không hề quấy nhiễu đến Tiểu Hòa thượng đang ngủ say. Trên thực tế, khi Ngư Kiều Kiều cảm nhận được bọn chiến sĩ nhím biển đang đến gần, Tống thư hàng cũng cảm ứng được những vị khách không mời mà đến này. Đây không phải là do giác quan của hắn có thể so sánh với cảnh giới tứ phẩm của Ngư Kiều Kiều, mà là vì ấn ký người giết nhím biển trên người hắn. Khi các chiến sĩ nhím biển thi triển năng lực Thiên Phú, tỏa định vị trí của hắn, Tống Thư Hàng cũng có thể cảm nhận được loáng thoáng là đám chiến sĩ nhím biển đang tiến lại gần. Ngư Kiều Kiều chớp chớp đôi mắt nhỏ, cất tiếng hỏi thử, có cần ta giúp không? Nếu Kiều Kiều cô nương đồng ý giúp đỡ thì không còn gì bằng. Tống Thư Hàng cười nói, hắn không phải là kiểu người ra mặt mỏng thà chết chứ không mở miệng nhờ vả. Hơn nữa hắn cũng chưa biết thực lực của đám chiến sĩ nhím biển không mời mà đến lần này thế nào. Mang theo Ngư Kiều Kiều chính là sự bảo đảm tốt nhất. Cứ gọi thẳng tên ta là Kiều Kiều đi, thêm cô nương vào nghe kỳ lắm." Ngư Kiều Kiều cười hì hì một tiếng, nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, nhẹ nhàng đáp lên đầu của Tống Thư Hàng. Rất nhanh, cô đã giấu thân thể nhỏ nhắn của mình vào trong mái tóc dài của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng rời khỏi phòng, đi một mạch đến sân tắm nắng của chiếc du thuyền sang trọng, né tránh camera theo dõi trên du thuyền, nhìn xuống mặt biển rộng mênh mông. Mà lúc này, trên mặt biển truyền đến một trận tiếng vang. Sau đó, có 16 bóng người nhảy lên từ dưới đáy biển, bám sát lên thân du thuyền giống như thần lằn. Chiến sĩ nhím biển anh dũng, không sợ hãi. Các chiến sĩ nhím biển quát khẽ, sau đó lao nhanh về phía đỉnh của chiếc du thuyền. Trong người chiến sĩ nhím biển có huyết mạch yêu tộc, chỉ cần không hiện hình thì người bình thường không thể nào nhìn thấy bọn nó được. Trong khi trèo lên, bọn nó cũng cảm ứng được tống thư hàng. Mục tiêu đang ở đỉnh du thuyền, làm thịt hắn đi. Toàn thân của tên chiến sĩ nhím biển cầm đầu phát ra ánh sáng kim loại kia kêu lên. Tống thư hàng đứng ở trên cao nhìn xuống đám chiến sĩ nhím biển đang nhanh chóng leo lên kia. Bên tai truyền đến giọng nói của ngư kiều kiều, ngoại trừ con chiến sĩ nhím biển mạnh nhất kia là cấp bậc tam phẩm ra thì những con khác đều chỉ là nhị phẩm. Sau khi biết được thực lực của đám chiến sĩ nhím biển này, Tống thư hàng thở phào nhẹ nhõm. Trong 16 con chiến sĩ nhím biển kia không có cường giả cấp bậc tứ phẩm, thế thì hắn không cần phải lo lắng rồi. Tống thư Hàng vừa mới lấy thêm một mớ phù bảo, từ chỗ thất sinh phù tiền bối, cho dù không có Ngư Kiều Kiều tương trợ, chỉ dùng phù bảo không thôi thì hắn cũng có thể giải quyết được 16 con chiến sĩ nhím biển này. Có thể làm phiền Kiều Kiều cô nương xử lý con chiến sĩ nhím biển cấp bậc tam phẩm kia được không? Những con còn lại, ta sẽ xử lý. Tống Thư Hàng lấy thanh bảo đao bá toái ra từ trong túi thu nhỏ. "Không thành vấn đề, Ngư Kiều Kiều nói, ngoài ra, gọi thẳng ta là Kiều Kiều đi." Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nhân dịp đám chiến sĩ nhím biển vẫn chưa leo đến nơi, lặng lẽ vẽ một đạo, trưởng tâm lôi vào trong lòng bàn tay trái. Đồng thời hai ngón tay còn kẹp theo một tấm kiếm phù mạnh mẽ. Tay phải hắn nắm chặt bảo đao bá toái, cổ tay khẽ lật một cái. Chân khí rót vào trong bảo đao hỏa diễm đao xúc thế chờ thời cơ phát động. Chỉ đợi tới lúc những con chiến sĩ nhím biển này tiến vào phạm vi công kích của hỏa diễm đao, thì Tống Thư Hàng sẽ cho bọn chúng nếm thử mùi vị nhím biển nướng. Ô kìa, ô kìa kìa, mục tiêu lại còn định phản kháng. Đám chiến sĩ nhím biển nhìn vào Tống Thư Hàng, tức giận gầm lên, phàm những kẻ nhuốm máu tươi của chiến sĩ nhím biển bọn ta đều là kẻ địch chung của chiến sĩ nhím biển trên toàn thế giới. Ngươi không trốn thoát được đâu, không chỉ riêng ngươi, ngay cả người nhà của ngươi cũng phải chịu sự trừng phạt của chiến sĩ nhím biển. Quỳ xuống, ngoan ngoãn để đầu mình lại, ta có thể tha mạng cho cả nhà ngươi. Tống thư hàng, không thể đổi lời thoại khác được à? Bảo đao bá toái khẽ nâng lên, âm thầm khóa chặt con chiến sĩ nhím biển nhị phẩm có tốc độ chạy nhanh thứ hai ở sườn trái lại. Con chiến sĩ nhím biển tam phẩm chạy nhanh nhất kia sẽ do Ngư Kiều Kiều đối phó. Gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa. Tống Thư Hàng nói thầm trong lòng, chân khí đã tiến vào trạng thái kích hoạt, hỏa diễm đao có thể bốc lên bất cứ lúc nào. Ngay lúc tinh, khí, thần của Tống Thư Hàng tăng lên đến cực hạn, đang chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào thì có một đám bóng người phi nhanh mà đến từ phía xa. Yêu nghiệt, đừng hòng tổn thương con người, người đàn ông vạm vỡ cầm đầu gầm lớn. Sau đó, chỉ thấy người đàn ông đó giơ tay giật mấy tờ phù văn từ trên vai mình xuống. Vèo 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 vèo. Mấy tờ phù văn này bị người đàn ông đó bắn ra. Trong chớp mắt, phù văn vây xung quanh đám chiến sĩ nhím biển, liên kết lại với nhau. Một lát sau, những tờ phù văn đó hóa thành một không gian hình vuông màu vàng chỉ tu sĩ mới có thể nhìn thấy, bao vây tất cả đám chiến sĩ nhím biển lại. Đây chính là không gian bắt yêu, lợi dụng trận pháp có thể hóa ra một chiến trường bên trong không gian hình vuông đó. Đây là thứ mà những người bắt yêu nghĩ ra để phòng ngừa làm tổn thương đến người bình thường trong quá trình bắt yêu. Sau khi nhốt chiến sĩ nhím biển vào trong không gian kia, 20 người bắt yêu cũng gào thét lên sau đó cũng chui vào trong không gian màu vàng đó. Tống thư hàng, thế này tính là gì đây? Cướp quái giữa đường à? Ôi trà, là người bắt yêu, cũng là những kẻ rất phiền phức đấy." Ngư Kiều Kiều nói. Vừa nói, cô vừa thu nhỏ mình lại, giấu hẳn người mình vào trong mái tóc của Tống Thư Hàng. Không phải là cô sợ những người bắt yêu này, kẻ mạnh nhất trong đám người bắt yêu này cũng chỉ là ba tên cường giả tam phẩm. Ngư Kiều Kiều là đại yêu độ kiếp lên tứ phẩm thành công đó. Chỉ có điều đám người bắt yêu này rất phiền phức, nếu có thể tránh mặt thì đừng dây dưa với bọn họ làm gì cho mệt. Vì thế cô không chỉ giấu kỹ thân hình của mình mà còn thu liếm khí tức của mình lại. Tống Thư Hàng nhìn cái không gian màu vàng đang dính lên trên du thuyền kia một cái rồi nói, hay là chúng ta cũng vào cái không gian màu vàng này xem thử một cái nhé. Tùy ngươi thôi, có điều có người bắt yêu ở đây, ta sẽ không xuất hiện đâu. Người bắt yêu phiền phức dữ lắm, dẹp được tên nhỏ sẽ có tên già chạy ra, dẹp được tên già thì sẽ có tên già hơn chạy ra, dính người vô cùng. Ngư Kiều Kiều nói. Thế Kiều Kiều cô trốn cho kỹ vào, ta vào xem một chút. Tống Thư Hàng nói. Dù thế nào thì đám chiến sĩ nhím biển này cũng vì hắn mà đến. Tống thư hàng đang chuẩn bị nhảy vào không gian màu vàng kia. Thì đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái chân ngựa màu đen, đạp thật mạnh về phía hắn. Chân ngựa màu đen là con hắc mã tinh mà Diệt Phượng công tử đã nhắc đến. Trước kia do vẫn còn cách hòn đảo của phủ chủ thất sinh phù quá gần, nơi đó cao thủ nhiều như mây, cho nên hắc mã tinh không dám ra tay nhưng bây giờ dù thuyền đã rời xa hòn đảo đó, cuối cùng hắc mã tinh cũng tìm được cơ hội. đây là con hắc mã tinh đã tu luyện hóa thành hình người, nói cách khác, tu vi của nó ít nhất của là ngũ phẩm. cho dù chỉ là một cước đá tùy ý của nó thôi, tống thư hàng cũng không dám trực tiếp đỡ lấy. đại yêu ngũ phẩm, cả người ngư kiều kiều đang trốn trong tóc của tống thư hàng căng cứng cả lên. giữa tứ phẩm và ngũ phẩm chỉ kém nhau một cảnh giới nhưng trong cơ thể của tiên thiên tứ phẩm vẫn là chân khí, còn linh hoàng ngũ phẩm sau khi ngưng tụ kim đan, chân khí trong cơ thể sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực. Cho dù có dốc toàn lực ra để ứng phó, thì ngư kiều kiều cũng không cản được con hắc mã tinh này. Lúc này Tống Thư Hàng lên tiếng gọi, Diệt Phượng tiền bối. Yên tâm, ta vẫn ở đây. Giọng nói của Diệt Phượng công tử đột nhiên vang lên, đồng thời hắn cũng xuất hiện ở trước người con hắc mã tinh kia, đẩy gọng kính một cái, sau đó búng ngón tay về phía những cái chân ngựa đen kia. Ở cảnh giới ngũ phẩm, dựa vào số lượng long văn trên kim đan hoặc yêu đan khác nhau, thực lực cũng chênh lệch nhau gấp mấy lần. Diệt Phượng công tử chính là đại yêu có yêu đan 7 long văn. Mà hiển nhiên, số lượng long văn trên yêu đan của con hắc mã tinh này không nhiều, là loại thấp nhất trong cảnh giới ngũ phẩm. Sau khi búng tay một cái, con hắc mã tinh lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã lăn lông lốc. Diệt phượng công tử khẽ đẩy gọng kính, thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh con hắc mã tinh, vung trưởng đánh ra. Hắc mã tinh gào to một tiếng, nó không cam lòng bị yếu thế, hóa thành hình người, đánh nhau một trận với diệt phượng công tử. Tống Thư Hàng vừa chăm chú theo dõi trận chiến giữa hai đại yêu ngũ phẩm trên bầu trời, vừa thỉnh thoảng nhìn về cái không gian bắt yêu màu vàng kia. Chẳng lẽ con hắc mã tinh này đã thương lượng trước với đám chiến sĩ nhím biển, nếu không thì tại sao lại cùng lúc tìm đến hắn gây khó dễ như vậy hắn vừa quan sát trận chiến vừa suy nghĩ đột nhiên ngư kiều kiều lên tiếng nhắc nhở cẩn thận thư hàng gần như trong nháy mắt ngư kiều kiều lên tiếng nhắc nhở tống thư hàng cũng xoay người lại không chút do dự bổ ra một đao trên thân đao ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực hỏa diễm đao ẩn chứa khí thế đốt trời chém về phía sau lưng keng Đòn đao hung mãnh này của Tống Thư Hàng bị đối phương tiếp được. Mà đối phương cũng bị một đao này của Tống Thư Hàng bức phải hiện hình. Đó là một bóng người mặc bộ quần áo dạ hành, trong tay cầm một cái bối nhỏ, chính là loại bối nhỏ mà mọi người thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, Tống Thư Hàng lên tiếng. Khi giao thủ với đối phương, hắn có thể cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc trong chân khí của đối phương nếu như hắn đoán không nhầm thì thứ hắn tu luyện chính là chư chi thiên trong, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Mà thực lực của đối phương cũng vừa mới bước vào cảnh giới tam phẩm. Tống Thư Hàng hít mắt lại nói, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ chờ phía sau, còn có một con rắn độc núp ở bên cạnh nữa. Thật đúng là nguy cơ trùng trùng. Người mặc bộ đồ đen kia khẽ lùi lại phía sau, mắt hắn nhìn chầm chầm vào Tống Thư Hàng. Một lát sau, hắn cất giọng nói khàn khàn lên, thật không ngờ ngươi đã luyện được, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, rồi. Ha ha, Tống Thư Hàng khẽ cười một tiếng. Nếu đã như vậy, ta đỡ phải ra tay, lãng phí khí lực rồi. Người mặc đồ đen kia gần giọng nói. Ồ, khóe miệng của Tống Thư Hàng nhếch lên. Ta sẽ không khách khí mà thu nạp, chân khí bản nguyên, trên người ngươi, sau đó sẽ bắt ngươi đi đổi lấy thuốc giải. Người mặc đồ đen kia giơ tay về phía Tống Thư Hàng, làm ra tư thế túm lấy đây là thủ đoạn hắn đã âm thầm dở trò lên, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Thông qua bí pháp này, hắn có thể thôn phệ chân khí bản nguyên trên người những tu sĩ tu luyện quyển công pháp đã bị hắn sửa đổi này. Nhưng hắn làm đi làm lại cái động tác, túm lấy, kia hai ba lần mà chân khí bản nguyên theo như dự liệu của hắn vẫn không bị hắn móc ra. Ngược lại là tống thư hàng lao người về phía hắn, một đoàn lôi quang đùng đùng xẹt xẹt trên bàn tay trái của thư hàng đập thẳng vào đầu của người đàn ông mặc đồ đen. Đáng chết, người đàn ông mặc đồ đen kia lập tức hiểu ra, e rằng thủ đoạn hắn dở lên, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đã bị cao nhân sau lưng đối phương tìm ra và sửa lại rồi. chương 483, tại sao ta lại phải chạy? Người mặc đồ đen kia chính là chủ nhân đứng phía sau của tổ chức sát thủ, tam thập tam thú thần tông, cũng chính là kẻ đã dùng, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, để triệu hoán những tên thuộc hạ bị tống thư hàng bắt làm tù binh từ chỗ dược sư về lần trước. Hắn dùng công pháp gọi ba tên thuộc hạ của mình về, đồng thời trong quá trình giao hoán hắn cũng âm thầm hút lấy chân khí bản nguyên trên người vài tên thuộc hạ bị bắt làm tù binh khác. Nhưng sau khi hắn mang ba tên thuộc hạ trao đổi kia về căn cứ của mình, không bao lâu sau, trên người hắn lại xảy ra đủ loại triệu chứng. Nôn mửa, choáng váng, không thể nào tập trung được tinh thần lực. Trong khi tu luyện lại thường xuyên xuất hiện các loại ảo giác, chân khí cũng không thể nào bảo trì giữ được độ thuần tịnh hơn nữa toàn thân hắn còn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi dã rời một cách kỳ lạ, ngày nào cũng phải ép buộc mình ngủ 10 tiếng trở lên. Đáng sợ hơn là mấy ngày này trong lúc ngủ hắn đều liên tục mơ thấy bản thân mình có bầu sinh con. Cái cảm giác lúc sinh con kia quả thực đau đớn tột cùng, vô cùng vô cùng đau đớn. Mà hắn là đàn con mẹ nó ông kia mà, tại sao hắn phải mơ thấy giấc mơ sinh con giống như thật như vậy chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, lời giải thích duy nhất cho trạng thái bây giờ của hắn chỉ có thể là trúng độc. hắn nghi ngờ trong lúc trao đổi thuộc hạ lần trước hắn đã bị tên cao nhân đó âm thầm hạ độc. bởi vì trúng độc nên tình trạng thân thể hắn ngày càng kém, cả người mềm nhũn, không làm được gì. rõ ràng có thực lực tam phẩm đỉnh phong nhưng bây giờ lại chỉ có thể phát huy ra chiến lược của kẻ vừa mới bước vào tam phẩm. bây giờ trong đầu của người mặc đồ đen này chỉ có một ý niệm duy nhất mà thôi đó chính là bắt tống thư hàng để đổi lấy thuốc giải. Công pháp, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, mà tên nhãi này tu luyện đã không còn bí pháp mà ta hạ lên, ta không thể hấp thu được chân khí bản nguyên trên người hắn nữa. Đã thế thì, người mặc đồ đen cắn răng, nắm chặt cái búa nhỏ nói, trực tiếp bắt hắn lại. Dùng hắn đổi lấy giải dược từ chỗ tên, cao nhân kia. Lúc này, Tống Thư Hàng đã lao đến trước mặt người mặc đồ đen, vung trưởng tâm lôi vang dội đánh về phía hắn. Chỉ là một trưởng tâm lôi còn con, người mặc đồ đen khinh thường, nhưng mới nói được một nửa thì, đậu xanh, thằng nhãi âm hiểm này. Hắn nhìn thấy dưới sự hiểm hộ của trưởng tâm lôi, trong tay Tống Thư Hàng vẫn còn một tấm phù bảo đang phát sáng nữa. Trên tấm phù bảo này truyền đến khí thức của cấp bậc tứ phẩm. Đây là tấm phù bảo công kích sở hữu lực sát thương tứ phẩm, nếu bị đánh trúng chính diện, dù không chết thì hắn cũng phải trọng thương. Người mặc đồ đen lập tức dừng lại, hai chân phát lực, thân hình uốn éo như sợi mì, di chuyển về phía sau lưng Tống Thư Hàng hệt như một con rắn. Mặc dù công pháp hắn tu luyện là Chư Thiên trong Tam thập Tam thú Tiên Thiên nhất khí công, nhưng thân hình không hề vụng về như lợn mà lại linh hoạt như rắn. Khả năng di chuyển trong phạm vi nhỏ thật xảo diệu. Trường Lôi Tâm trong tay Tống Thư Hàng đánh hụt vào khoảng không tránh thoát mất rồi, nhưng hắn cũng không hề kinh hoàng. Hắn cũng không muốn dùng một tấm kiếm phù để giết chết đối phương, dù sao thì đối phương cũng là tu sĩ cấp bậc tam phẩm. Sau khi đánh hụt, Tống thư Hàng thu hồi lại kiếm phù, thân thể nhanh chóng lăn sang một bên. Thân pháp quân tử vạn lý hành của nho môn chính là tuyệt như thế. Sau khi luyện đến cảnh giới đại thành, cho dù là lăn đi như một con lừa lười thì dáng lăn cũng vô cùng đẹp trai, lăn vô cùng nhanh. Tống Thư Hàng liên tục lăn tròn, sau đó xoay mình đứng dậy, phong độ nhẹ nhàng. Phản ứng nhanh đấy, tiểu tử, người mặc đồ đen chuyển động cái búa, lạnh lùng nói, nhưng ngươi không chạy thoát nổi đâu. Tống Thư Hàng cười ha ha, nói tại sao ta phải chạy. Bây giờ hắn đang mặc trên người bộ pháp y có lực phòng ngự cực cao, trong tay cầm bảo đao bá toái, trong túi cũng có vài sấp phù bảo, đã được trang bị tận răng rồi. Cho dù không nắm chắc sẽ đánh thắng được những tu sĩ tam phẩm khác, nhưng bảo vệ tính mạng tuyệt đối không thành vấn đề. 20 tấm giáp phù, cộng thêm bích ngọc cà sa, người mặc đồ đen kia muốn bắt Tống thư hàng, đúng là nằm mơ. Ở một bên khác, mặc dù con hắc mã tinh trên trời kia rất đáng sợ, nhưng Diệt Phượng công tử còn mạnh hơn. Tuy đám chiến sĩ nhím biển rất phiền toái nhưng bất kể là số lượng hay là sức chiến đấu thì phía người bắt yêu đều vượt xa đám chiến sĩ nhím biển. Mấy con chiến sĩ nhím biển này không còn là phiền phức nữa rồi chỉ cần tống thư hàng cố gắng chống đỡ người mặc đồ đen kia một lúc nữa, chờ khi diệt phượng công tử giải quyết xong đối thủ trở lại, chẳng lẽ còn không bắt được người mặc đồ đen này sao? Hơn nữa, trên đầu tống thư hàng vẫn còn ẩn giấu ngư kiều kiều cấp bậc tứ phẩm nữa cơ mà. hắn muốn chạy trốn cái quần ấy. Ha ha, ta muốn xem xem người có thể mạnh miệng tới khi nào. người mặc đồ đen cười nhạt, tay phải hắn bóp pháp ấn một cái, một lá bùa xuất hiện trong bàn tay hắn. Tuyệt đối không thể để thằng nhãi này chạy thoát được. Phải nhanh chóng bắt hắn lại. Kịch độc, trong cơ thể mình dường như lại bắt đầu phát tác rồi, cơn buồn ngủ đang dâng lên. Phong Phược thuật, người mặc đồ đen khẽ quát lên. Tu sĩ tam phẩm trở lên đã có thể nắm giữ rất nhiều đạo thuật. Sau khi thi triển đạo thuật, trên lá bùa màu vàng lập tức xuất hiện ánh sáng màu xanh. Đi, lá bùa bị người mặc đồ đen ném ra, nửa đường hóa thành một dây xích gió màu xanh, cuốn về phía Tống thư hàng pháp thuật trói buộc, Tống Thư Hàng lập tức vung đao chém về phía dây xích gió màu xanh kia. Chỉ có điều khi một đao này vừa chém xuống, dây xích gió màu xanh kia lại nương theo đao phong, nhẹ nhàng né tránh được, sau đó xoáy tròn quấn lấy thân thể của Tống Thư Hàng. Bắt được ngươi rồi, người mặc đồ đen cười gần, vung búa bổ về phía Tống Thư Hàng. Đúng lúc này, bích ngọc cà sa trên người Tống Thư Hàng không gió mà bay. Cà sa khẽ phồng lên, dây xích gió màu xanh đang quấn lấy thân thể của hắn lập tức bị căng nổ. Phong phược thuật bị phá. Thằng nhãi đáng ghét, trên người lắm bảo vật thật đấy. Người mặc đồ đen cắn răng nói, một lát sau hắn bấm pháp quyết một lần nữa. Lần này, hắn không sử dụng phong phược thuật nữa mà đổi sang dùng thuật ẩn nấp. Một lát sau, bóng người của hắn biến mất ngay trước mặt tống thư hàng, đến tinh thần trinh sát cũng không thể tra ra được vị trí của hắn. Còn ẩn thân nữa à, đúng là coi trọng ta thật, ta chỉ là tu sĩ nhị phẩm thôi mà. Ngoài ra, phải rời chiến trường đi chỗ khác mới được. Nơi này là du thuyền, với sức tàn phá của tu sĩ tam phẩm, chắc chắn sẽ phá hủy nơi này, Tống Thư Hàng lầm bầm nói. Tầm mắt của hắn rơi vào, không gian bắt yêu, đang dính lên trên chiếc du thuyền sang trọng. Không có chiến trường nào thích hợp hơn chiến trường này nữa rồi. Vì thế, Tống Thư Hàng thuận thế tung người lên nhảy về phía, không gian bắt yêu, mà cái người bắt yêu đó bày ra có điều không gian bắt yêu là do người bắt yêu bố trí tống thư hàng không thể chắc chắn được mình có thể tiến vào không gian đó hay không nhưng cho dù không thể tiến vào không gian bắt yêu thì hắn vẫn có thể tiến vào trong biển cơ mà khả năng bơi lội của tống thư hàng khá ổn quan trọng hơn là đại dương chính là địa bàn của ngư kiều kiều ken sau khi nhảy xuống hai chân của tống thư hàng dẫm lên trên không gian bắt yêu giống như là dẫm ở trên mặt đất không thể nào tiến vào quả nhiên chỉ có người bắt yêu mới có thể trực tiếp tiến vào cái không gian đặc biệt này từ bên ngoài. Thế thì chuyển chiến trường xuống đáy biển đi, Tống Thư Hàng nhảy mạnh một cái, thả mình xuống biển không chút do dự. Đinh! Gần như là trong nháy mắt Tống Thư Hàng xoay người nhảy xuống biển, một cái đoạn đao đâm vào vị trí hắn vừa đứng trước đó. Người mặc đồ đen một tay cầm dao, một tay cầm búa từ từ xuất hiện khỏi trạng thái ẩn giấu, hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng một cách lạnh lùng, Nguy hiểm thật, Tống thư Hàng thả mình xuống biển, muốn thoát thân từ trong nước sau. Ngây thơ, người mặc đồ đen cười nhạt, hắn ấn thủ ấn một cái, thân hình lập tức lại được che giấu đi. "Kiều Kiều, có thể hành động được chưa?" Tống thư Hàng hạ thấp giọng xuống hỏi. Lặn sâu thêm một chút nữa. Ngư Kiều Kiều cười hi hi, nói: "Chương 484, nếu chỉ muốn buôn dưa thì hãy tắt máy đi." Bạch Tôn Giả vẫn còn kế hoạch tiếp theo để đối phó với cái tên mặc đồ đen này tôn giả muốn lấy được bộ công pháp tam thập tam thú tiên tiên nhất khí công, hoàn chỉnh từ trên người hắn, cùng với một vài phương pháp tu luyện phụ trợ liên quan đến công pháp này. Vì thế chờ sau khi bắt được cái gã mặc đồ đen này lại, Tống Thư Hàng sẽ gọi điện thoại cho Bạch Tôn Giả, hỏi xem nên xử lý cái tên mặc đồ đen này như thế nào, tránh làm dối kế hoạch của Bạch Tôn Giả dù sao thì người được lợi lớn nhất trong kế hoạch này chính là Tống Thư Hàng hắn. Cẩn thận đánh lén, ở vị trí ngang hàng với người phía bên trái hi hi tốc độ của đối phương nhanh lắm đấy tiếng cười của ngư kiều kiều truyền đến bên tai tống thư hàng vội vàng cúi người di chuyển lên phía trước đồng thời vung bảo đao bá toái trong tay chém một đao về phía vị trí cũ ở bên trái keng đao búa đụng nhau người mặc đồ đen kia lại để lộ thân hình lần nữa tại mỗi khoảnh khắc tấn công thuật ẩn nấp của hắn sẽ bị hiện hình hơn nữa bởi vì bây giờ đang ở dưới đáy biển khi thi triển thuật ẩn nấp dù người mặc đồ đen có thể ẩn thân hình đi, nhưng lúc di chuyển vẫn sẽ có dấu vết nước rẽ, hiệu quả của thuật ẩn nấp bị giảm đi đáng kể. Đồ sâu bỏ, người mặc đồ đen xuất chiêu liên tiếp nhưng đều bị tống thư hàng tránh được, trong lòng vô cùng giận dữ. Cho dù thân chúng kịch độc, nhưng tu vi của mình là tam phẩm, loay hoay nửa ngày trời vẫn không bắt được một tên tu sĩ nhị phẩm, nếu chuyển đi ra sẽ bị người đời chê cười mất. Đã như vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác vốn ta chỉ muốn bắt ngươi lại, nhưng bây giờ, ta phải đập nát hai tay, hai chân ngươi của ngươi. Ta muốn xem xem ngươi còn muốn trốn kiểu gì, bởi vì ở dưới đáy biển, dù người mặc đồ đen không hề mở miệng nhưng âm thanh vẫn thông qua chân khí, truyền thẳng vào tai của Tống Thư Hàng. Một lát sau, người mặc đồ đen quăng cái búa nhỏ kia về phía Tống Thư Hàng, bạo phong chi trùy. Sau khi bay ra, toàn thân cái búa nổi lên lôi quang, nếu như bị đập trúng, chắc chắn sẽ rất đau đớn. Đồng thời, hai tay của người mặc đồ đen cầm đoạn đao, hét lên, giã chư chi nha. Nanh của heo rừng. Xung quanh người hắn huyễn hóa ra hư ảnh một con heo rừng khổng lồ, tấn công về phía tống thư hàng. Bạo phong chi truy ở phía trước, giã chư chi nha ở phía sau. Lần này, tuyệt đối phải giết chết tên sâu mọt này. Ưm ưm ưm, tống thư hàng vẫn chưa học được truyền âm nhập mật nên không thể phát ra âm thanh dưới nước được. Có điều, Ngư Kiều Kiều đang ẩn nấp trong tóc hắn đã nghe thấy tiếng kêu của hắn. Cô chui ra khỏi mái tóc dài của Tống Thư Hàng, giơ móng vuốt nhỏ đáng yêu ra bắt trước theo tư thế bắn súng, trong miệng kêu khẽ một tiếng, bằng tương đương. Ngay sau đó, nước biển cuộn trào mãnh liệt, hóa thành một cái đầu rồng khổng lồ, nghênh đón bạo phong chi trùy và giã trư chi nha của người mặc đồ đen. Cái đầu rồng này không phải là đạo thuật hay yêu pháp gì cả, mà nó chỉ là thiên phú khống chế nước của Ngư Kiều Kiều mà thôi. Có điều thể tích của cái đầu rồng bằng nước biển này hơi khổng lồ một chút. Đầu rồng to cao khoảng 20 mét mạnh mẽ đập vào bạo phong chi chủy kia. Cái bối nhỏ ẩn chứa lực lượng sấm sét kia giống như một con côn trùng nhỏ bé bị xe lửa nghiền qua, trực tiếp đầu rồng nước biển đập thành phấn vụn. Sau đó, dư thế của cái đầu rồng kia không mất đi mà tiếp tục đập mạnh về phía người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen âm thầm kinh hãi, sao có thể được một tên tu sĩ nhị phẩm không thể nào thi triển ra loại pháp thuật mạnh thế này được. Đồng thời, hắn lập tức chuẩn bị vứt bỏ giã chư chi nha, cứ tránh thoát được cái đầu rồng nước biển này trước rồi tính sau. Nhưng đúng lúc hắn đang chuẩn bị né tránh thì một cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ khiến hắn không chút phòng bị. Thế giới dưới đáy biển là sân nhà của Ngư Kiều Kiều. Mọi công kích của cô đều có thể được cường hóa, cho dù chỉ là công kích khống chế nước đơn giản nhất nhưng cũng có thể thi triển ra uy lực của pháp thuật tứ phẩm cao dai oanh người mặc đồ đen bị đầu rồng đánh trúng liên tiếp bị đẩy lùi về phía xa đầu tiên là thanh đoản đao trên tay hắn nát vụn ra sau đó là hai cánh tay hắn lớp da trên cánh tay lập tức bị nứt toác ra hai cánh tay vặn vẹo lại trông vô cùng quái dị máu tươi phun ra xối xả a à, người mặc đồ đen phát ra tiếng kêu thảm thiết khạc ra một chuỗi bong bóng từ trong miệng. Ngay sau đó, trên quần áo của hắn không ngừng xuất hiện những tầng ánh sáng pháp thuật lóe lên. Đây là pháp y đang tự động bảo vệ chủ nhân, triệt tiêu lực sát thương của cái đầu rồng bằng nước biển kia. Nhưng uy lực của đầu rồng nước biến rất mạnh, pháp y của người mặc đồ đen không chống đỡ được bao lâu. Đợi khi lớp phòng ngự trên pháp y mất đi hiệu lực chỉ sợ người mặc đồ đen này cũng bị đập nát thành mảnh vụn. Tống thư hàng vội vã lấy điện thoại, mở phần tin nhắn ra nhanh chóng gõ vào, Kiều Kiều, đừng giết hắn, giữ lại cho hắn một mạng đi. Biết rồi, Ngư Kiều Kiều trả lời đồng thời trong đôi mắt nhỏ của cô cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đối phương là tu sĩ tam phẩm, mặc dù uy lực của cái đầu rồng mà cô vừa thả ra hơi lớn, nhưng tốc độ có nhanh đâu ta. Đối phương hoàn toàn có thể cắt đứt giã chư chi nha đi giữa chừng, sau đó dựa vào tốc độ của tu sĩ tam phẩm rồi chạy trốn mà. Tại sao lại đứng được ra tại chỗ như một kẻ ngốc? ăn trọn cái đập của đầu rồng kia chứ. Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu nhưng ngư kiều kiều vẫn rũi móng vuốt ra ngoắc một cái, triệt tiêu con rồng nước đi. Lúc này người mặc đồ đen đã thương tích đầy mình, toàn thân đều ứa máu. Hơn nữa, vết thương lại còn ngâm trong nước biển, cảm giác đau đớn cộng một. Đáng chết, đệt mợ nó, trong lòng người mặc đồ đen bực bội đến cực điểm. Vừa rồi khi đối mặt với con rồng nước, vốn lấy tốc độ bây giờ của hắn chắc chắn có thể né tránh được nhưng đúng lúc quan trọng đó thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Cơn buồn ngủ đó đến rất bất ngờ, cũng rất mãnh liệt. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mí mắt mình càng ngày càng nặng, căn bản không thể nào mở ra nổi. Sau đó, không còn sau đó nữa rồi. Con rồng nước đập vào người hắn rất đối vô tình, trực tiếp khiến hắn tàn phế luôn. Ta không phục, ta không phục, người mặc đồ đen kêu to trong lòng, sau đó trước mắt hắn tối sầm lại, ngất đi tống thư hàng nhìn dáng vẻ của người mặc đồ đen như đang chìm dần xuống gõ vào trong điện thoại chết rồi sao chưa chết chỉ là ngất đi thôi kẻ này ta cảm thấy hắn hơi bị yếu thì phải ngư kiều kiều nói thư hàng đi tới bắt hắn lại đưa lên thuyền đi tống thư hàng gật đầu cất điện thoại đi bơi qua đó vác người mặc đồ đen kia lên rồi bắt đầu bơi về phía mặt biển trên mặt biển chiếc du thuyền sang trọng vẫn đang chầm chậm di chuyển các hành khách trên thuyền căn bản đều không hề biết ở gần đó đang xảy ra vài trận chiến đấu vượt xa khả năng của con người. Tống thư Hàng vác người mặc đồ đen, lặng lẽ leo lên đỉnh du thuyền may mà có ngư kiều kiều hỗ trợ, nhờ có sóng biển đẩy giúp nên chỉ dựa vào bơi lội, hắn vẫn bắt kịp với tốc độ của du thuyền. Diệt Phượng công tử vẫn chưa trở về, dù sao thì con hắc mã tinh cũng là đại yêu ngũ phẩm, sẽ không thất bại nhanh như vậy. Không gian bắt yêu màu vàng vẫn chưa tản ra thực lực giữa người bắt yêu và đám chiến sĩ nhím biển cũng không chênh lệch nhau mấy, e rằng cũng phải khổ chiến một phen. Thật không ngờ ta lại là người đầu tiên ở đây giải quyết xong đối thủ. Tống Thư Hàng cười nói. Đúng lúc này, một cái khăn lông khô được đưa tới. Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn thì thấy thuyền trưởng của chiếc du thuyền sang trọng này đang đứng ở bên cạnh, mỉm cười với hắn. Trên người vị thuyền trưởng này có lớp chân khí tu vi nhị phẩm chập trần sao động. Tống Thư Hàng khẽ cười một tiếng, nhận lấy cái khăn lông khô. Lúc vừa nhảy lên du thuyền hắn đã phát hiện ra vị thuyền trưởng này, đương nhiên đây cũng là do đối phương không hề che giấu khí thức của mình. Chiếc thuyền này là du thuyền tư nhân của phủ chủ thất sinh phù, thuyền trưởng là tu sĩ không có gì lạ cả. Thực lực của thư hàng tiên sinh đã cường đại vượt quá sự tưởng tượng của ta. Ta là thuyền trưởng Khương Trương, thuyền trưởng mỉm cười nói, sau khi phát giác được trận chiến giữa thư hàng tiên sinh và người mặc đồ đen kia ta đã lập tức đuổi đến muốn giúp thư hàng tiên sinh một tay nhưng không ngờ ta vừa mới đi ra thì tiên sinh cũng đã giải quyết xong người mặc đồ đen đó rồi chỉ trong khoảng thời gian hắn chạy từ trong thuyền ra tới đây mà trận chiến đấu đã kết thúc không hổ là tu sĩ có thể kết giao với phủ chủ cho dù tu vi chỉ mới là nhị phẩm thì sức chiến đấu vẫn cường đại như vậy ha ha may mắn mà thôi hơn nữa trạng thái của người mặc đồ đen kia có gì đó không đúng lắm tống thư hàng dùng khăn lông khô lau tóc rồi nói tiếp thuyền trưởng khương trên thuyền có căn phòng nào chắc chắn một chút không ta phải nhốt cái tên này lại mới được không thành vấn đề mời thư hàng tiên sinh đi cùng ta thuyền trưởng khương đi ở phía trước dẫn đường tống thư hàng lại nhìn về cái không gian bắt yêu màu vàng kia lần nữa sau đó hắn kéo cái người mặc đồ đen đi theo phía sau thuyền trưởng khương rất nhanh, người mặc đồ đen kia liền tỉnh lại, không phải là đã ngủ đủ giấc, mà là toàn thân trên dưới người hắn đau dữ dội kịch liệt, đau đến mức khiến hắn phải tỉnh lại. Trên thực tế, sau khi Tống thư hàng kéo hắn vào căn phòng riêng này không lâu, hắn đã tỉnh lại. Khi người mặc đồ đen tỉnh lại, hắn phát hiện cả người mình bị trói lại như cái bánh tét, bị treo lủng lẳng lên trên trần nhà, lại còn quay vòng tròn nữa. Có hai tên thủy thủ đang băng bó vết thương cho hắn mà toàn thân trên dưới của hắn chỉ còn có mỗi một chiếc quần xà lòn. Bộ quần áo dạ hành và tất cả các vật phẩm trên người hắn đều được đặt ngay ngắn gọn gàng ở bên cạnh. Bộ quần áo dạ hành màu đen kia là một bộ pháp y có lực phòng ngự rất tốt, nhưng đáng tiếc là bộ pháp y này đã bị đòn tấn công của ngư kiều kiều phá hủy gần hết rồi. Trừ những điều này ra, còn có một lọ giải độc đan, 10 viên linh thạch tam phẩm, một tá lá bùa màu vàng. Những lá bùa này là vật phụ trợ cho việc thi triển đạo pháp, có thể giúp tu sĩ tiết kiệm được không ít chân khí, linh lực và tinh thần lực trong lúc thi pháp. Còn có một đồ vật hoàn toàn khác với những vật phẩm của tu sĩ nữa, đó là một sợi dây chuyền vàng vừa to vừa thô, nhìn qua trông không khác gì sợi dây chuyền vàng giả giá 10 tệ ngoài chợ. Có điều nhìn cẩn thận lại thì thấy trên những móc xích của sợi dây chuyền vàng này đều khắc hình ảnh một loài động vật. Có trâu, dê, ngựa, lừa, hươu, còn có lạc đà, lợn, chó, mèo, đủ các loại động vật sợi dây chuyền vàng này tổng cộng có 33 móc xích. 33 hình vẽ, Tống Thư Hàng ngầm hiểu trong lòng, có lẽ sợi dây chuyền này có liên quan đến tam thập tam thú tiên thiên nhất khí không? Đáng chết, người mặc đồ đen tức giận nhìn Tống Thư Hàng lăm lăm. Nếu như không phải là do loại kịch độc kia phát tác không đúng lúc thì sao hắn có thể thất thủ mà bị bắt như thế này được chứ? Ha ha, Tống Thư Hàng cười với người mặc đồ đen một tiếng, sau đó đưa tay lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho bạch tôn giả. Đến lúc hỏi bạch tôn giả xem nên xử lý cái người mặc đồ đen này thế nào rồi. Sau khi ấn nút gọi, giọng nói nhu hòa của bạch tôn giả lập tức truyền tới, xin chào đạo hiếu, hoan nghênh ngươi gọi điện cho A Bạch, nhưng thật xin lỗi, ta đang thăm dò trong di tích. Nếu không phải là chuyện rất quan trọng, cần phải để lại lời nhắn thì ấn phím một. Nếu là chuyện quan trọng bình thường, cần liên lạc với ảo ảnh phân thân từ xa thì hãy ấn phím 2. Nếu là chuyện vô cùng quan trọng, cần người phục vụ xin hãy ấn phím 3. Nếu không có chuyện gì mà chỉ muốn buôn dưa thì xin mời tắt máy. Tống Thư Hàng, ta vừa gọi cho tổng đài 10.086 đấy à. Sau khi suy nghĩ, Tống Thư Hàng muốn ấn phím 3 chuyển giao người phục vụ. Nhưng nghĩ lại, lỡ như quấy giày bạch tôn giả thăm dò di tích thì cũng không tốt lắm. chương 485, không bằng thử, hách tun của ta đi sau khi Tống Thư Hàng ấn số, một chùm ánh sáng bắn ra từ trên điện thoại của hắn. Chùm ánh sáng này ngưng tụ lại trong hư không một lát rồi sau đó hội tụ lại, tạo thành hình chiếu 3D của bạch tôn giả. Ý, Thư Hàng đấy à, ừ, hôm nay là chủ nhật, xin chào Kim Cương quân tử đao đạo hiếu. Tìm ta có chuyện gì thế? Hình ảnh 3D của bạch tôn giả hỏi. Tống Thư Hàng, khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh luôn. Không tới mức ấy đâu, chỉ là kết hợp pháp thuật phân thân với cách dùng hình chiếu lại với nhau, gần giống với kiểu video cô qua điện thoại ấy, không khó khăn cao siêu như người nghĩ đâu. Bạch tôn giả phất phất tay rồi lại nói tiếp, nhưng thời gian gọi ảo ảnh phân thân có hạn, vì thế có chuyện gì mau nói đi. Bạch tiền bối, ta bắt được người này, chính là kẻ đứng phía sau tổ chức sát thủ tam thập tam thú thần tông đấy. Tống thư hàng chỉ vào người mặc đồ đen đang bị treo trên trần nhà. À, bây giờ hắn không mặc đồ đen nữa, Bộ quần áo đen đã bị cởi ra rồi. Ơ, ờ, kẻ này cư nhiên tìm đến chỗ ngươi à? Bạch Tôn giả cười ha ha, nói ta còn tưởng rằng hắn sẽ đi tìm Dược Sư chứ? Tống Thư hàng hỏi, dường như hắn muốn bắt ta đến chỗ Dược Sư tiền bối đổi lấy thuốc giải gì đó, hắn bị chúng độc sao? Không có đâu, loại chuyện phiền phức như phối độc Dược ta lười làm lắm. Chẳng qua ta chỉ dở chút thủ đoạn thiết lập vài loại pháp thuật vào trong, chân khí bản nguyên của mấy tên bị bắt làm tù binh kia thôi. Còn tên này, sau khi hấp thu chân khí bản nguyên của những tên bị bắt làm tù binh kia thì những pháp thuật ẩn này lập tức chuyển vào trong cơ thể hắn. Bạch Tôn giả trả lời. Sau khi nghe được lời này, người mặc đồ đen chậm chậm quay hai vòng giống như quạt điện, sau đó thì ngu người luôn. Không có thuốc giải, không có thuốc giải. Tống Thư Hàng hỏi, vậy ta phải xử lý kẻ này thế nào đây hả Bạch Tiền Bối? nhìn ta này, hình chiếu của bạch tôn giả đi đến trước mặt người mặc đồ đen, nhìn chăm chăm vào hắn, tra hỏi một cách nghiêm túc, giao toàn bộ công pháp, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, và công pháp tu luyện phụ trợ ra đây, sau đó ta sẽ giải trừ hết những pháp thuật mà ngươi chúng phải từ chân khí bản nguyên. Ánh mắt của người mặc đồ đen lóe lên. Đừng có nghĩ đến việc dùng công pháp giả lừa ta, là thật hay giả, nhìn một cái là ta biết ngay. Bạch tôn giả nói. Người mặc đồ đen im lặng hơn 10 giây. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, nói, ngươi giải trừ hết pháp thuật trong chân khí bản nguyên của ta ra đã, rồi ta sẽ giao hết tất cả cho ngươi. Ừm, đừng có mơ, bạch tôn giả nói. Tại sao, người mặc đồ đen cả giận nói, ngươi chơi ta à? Bạch tôn giả nói với vẻ nghiêm túc, bởi vì ở đây ta chỉ là một ảo ảnh phân thân, nói trắng ra chính là video cô qua điện thoại, không làm được gì cả. Người mặc đồ đen, người cứ giao toàn bộ công pháp cho ta trước đi, sau đó chờ ta trở lại ta sẽ giải khai pháp thuật trong chân khí bản nguyên của ngươi. Ta nói chuyện luôn giữ lời, ngươi cứ yên tâm, bạch tôn giả nói. Người mặc đồ đen nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, có thằng ngu mới đi tin ngươi. Sau khi giao tất cả công pháp ra, mình liền mất đi tư cách mặc cả, mặc cho người ta sâu xé. Vì thế tuyệt đối không thể giao công pháp ra được. Lúc này, bạch tôn giả lại nói, dĩ nhiên, nếu bây giờ ngươi không muốn giao dịch thì mãi mãi cũng đừng hòng giao dịch nữa. Người mặc đồ đen, không gạch dưới không? Là sao? Chẳng lẽ vị, cao nhân, này không cần, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí không, nữa mà muốn trực tiếp thịt hắn luôn ư? Thư hàng, người cứ trông chừng tên này cho kỹ đi nhé, chờ ta thăm dò di tích trở về, ta sẽ moi, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, trên người hắn ra. Bạch tôn giả nói, thân là tôn giả thất phẩm, muốn moi móc bí mật từ trên người một tên tu sĩ tam phẩm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không thành vấn đề, tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vậy hẹn gặp lại sau khi chuyến thăm dò di tích kết thúc nhé. Hình chiếu của bạch tôn giả phất phất tay, sau đó biến mất. Người mặc đồ đen đang bị treo kia âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra không phải là muốn giết chết hắn. Lúc này, sau khi băng bó vết thương cho người mặc đồ đen xong, hai nhân viên thủy thủ lập tức rời khỏi căn phòng này. Tống Thư Hàng nhéo cằm, nhìn chằm chằm vào người mặc đồ đen kia. Hắn nhìn thẳng vào đối phương, không hề chớp mắt. Người mặc đồ đen bị Tống Thư Hàng nhìn đến mức cả người cảm thấy không được tự nhiên, hắn luôn có cảm giác trong con mắt đen lấy của người thanh niên này không có ý tốt, dường như đang có âm mưu gì đó muốn dùng lên người hắn. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Tống Thư Hàng cũng gật mạnh đầu một cái, dường như đã hạ quyết tâm sau đó hắn lấy một cái ly rồi lại lấy bảo đao bá toái ra duỗi tay khẽ cắt lên cổ tay một đường máu tươi chảy ra rơi vào trong ly thư hàng ngươi làm gì vậy ngư kiều kiều nghi hoặc hỏi ta muốn thử một chuyện tống thư hàng thu hồi bảo đao bá toái lại vết thương trên cổ tay cũng khép lại rất nhanh trong ly nhỏ cũng đã có hơn nửa ly máu tống thư hàng cầm cái ly đi đến trước mặt người mặc đồ đen kiều kiều giúp ta một chuyện rót máu của ta cho tên này uống đi. Tống Thư Hàng nói, không thành vấn đề, nhưng ngươi cho hắn uống máu ngươi để làm gì. Ngư Kiều Kiều nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng, cô lắc mình một cái biến thành hình dạng người lớn. Cô dùng một cái móng vuốt giữ cố định đầu của cái người mặc đồ đen kia lại, một cái móng vuốt khác thì nắm lấy lỗ mũi của hắn, nào, rót đi. Người mặc đồ đen liều mạng dẫy ruộng nhưng khí lực của hắn sao có thể so được với Ngư Kiều Kiều tứ phẩm chứ? Tống Thư Hàng rót toàn bộ ly máu tươi vào trong miệng người mặc đồ đen. Tiếp theo nhìn ta đây này, Ngư Kiều Kiều cười hì hì một tiếng, sau đó vỗ một trưởng lên người người mặc đồ đen. Yêu lực thúc giục, cưỡng chế người mặc đồ đen nuốt máu tươi xuống, đồng thời yêu lực của Ngư Kiều Kiều vẫn tiếp tục vận chuyển, khiến máu tươi của Tống Thư Hàng khuếch tán khắp cơ thể của người mặc đồ đen, khiến hắn không có cơ hội nôn ra. Quẹ quẹ, khốn kiếp, phi 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 phi, người mặc đồ đen tức giận chửi ầm lên cái tên này bắt hắn uống máu tươi chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đừng nói cái tên này là độc nhân gì đó, máu tươi cũng có kịch độc đấy nhé. Sau khi đút máu tươi xong, ngư kiều kiều đứng trước mặt người mặc đồ đen, tò mò nhìn chầm chầm vào hắn. Nhưng, sau mười mấy giây trôi qua cũng không thấy người mặc đồ đen này xảy ra bất kỳ dị biến gì. Sau đó thì sao, thư hàng, ngư kiều kiều hỏi. Bắt đối phương uống máu tươi xong, tiếp theo không có gì thay đổi sao. Sau đó, ừm, sau đó ta phải đi ngủ một giấc thật đã mới được." Tống Thư Hàng nói với vẻ đầy nghiêm túc. Cái gì? Ngư Kiều Kiều cảm giác tư duy của mình hoàn toàn không bắt sóng được với kênh của Tống Thư Hàng. Trong khi ngủ, hy vọng tốt nhất có thể nằm mơ thấy cái gì đó. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Có thể thành công hay không thì phải xem vào chất lượng giấc ngủ bây giờ thế nào rồi. Ý tưởng của Tống Thư Hàng rất đơn giản hắn muốn thử xem bản thân mình có thể phát huy năng lực nhập mộng kia được không lần trước hắn cũng cắt cổ tay lấy máu làm thuốc dẫn cho thuốc cao của sở sở máu tươi của hắn hòa cùng thuốc cao đi vào cơ thể của sở sở đêm hôm đó năng lực nhập mộng của hắn đã phát động trong đêm hắn trở thành người hiểu rõ sở sở nhất trên thế giới mà bây giờ hắn cho người mặc đồ đen kia uống máu của hắn chắc hẳn giữa song phương đã lập thành mối liên hệ nào đó nếu như có thể kích hoạt được năng lực nhập mộng, mơ thấy cuộc sống của người mặc đồ đen kia, chưa biết chừng sẽ có cách có được manh mối về tam thập tam thú thần nhất khí công. Có điều hắn cũng không thể chắc chắn rằng cách này của mình có thể thành công hay không nữa. Suốt cuộc năng lực nhập mộng của hắn được kích hoạt như thế nào đến bản thân hắn cũng hoàn toàn không rõ, nhưng ít nhất, trước khi muốn nhập mộng, hắn bắt buộc phải có mối liên hệ nhất định với đối phương mới được. Nguyên rùa, linh hồn, máu tươi, dây nhân quả hay thậm chí là hành mèo gì đó, đều có thể trở thành mối liên hệ của nhập mộng. Ngư Kiều kiều chớp mắt một cái rồi nói, ta hoàn toàn chẳng hiểu ngươi muốn làm gì cả, nhưng ta vẫn chúc ngươi có thể thành công. Sau đó cô thu nhỏ cơ thể lại, lần nữa chui vào trong mái tóc của Tống thư hàng. "Cảm ơn." Tống thư hàng cười ha ha, sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ của căn phòng, nhìn ra bên ngoài du thuyền. Không gian bắt yêu bên ngoài vẫn chưa mở ra. Diệt Phượng công tử cũng vẫn chưa trở về. Đợi thêm lát nữa đi, chờ chuyện của Hắc Mã Tinh và đám chiến sĩ nhím biển kết thúc là có thể đi ngủ rồi. Tống Thư Hàng lầm bầm trong miệng. Khoảng 2 phút sau, phanh, không gian bắt yêu màu vàng tản ra. 20 người bắt yêu, ai ai cũng như vừa tắm trong bể máu. Hơn nữa trên người mỗi một người bắt yêu cũng đều có không ít vết thương, nhưng không có một ai chết cả nhìn lại 16 con chiến sĩ nhím biển kia, toàn quân bị diệt. Người bắt yêu rất có kinh nghiệm đối phó với yêu quái, cộng thêm sự hợp tác ăn ý giữa những người bắt yêu với nhau, trong lúc chiến đấu có thể phát huy ra chiến lực lớn hơn một cộng một. Nếu bàn về thực lực cá nhân thì chiến sĩ nhím biển không kém người bắt yêu là mấy, nhưng do thiếu sự phối hợp và sắp xếp chiến trận nên cuối cùng đã bị diệt hoàn toàn. Thủ lĩnh của đám người bắt yêu một tay sách lấy thân thể của con chiến sĩ nhím biển kim loại kia, tay còn lại cầm một thanh đao âm dương đâm vào ngực đối phương. Mà lúc này, con chiến sĩ nhím biển kim loại kia vẫn chưa chết hẳn. Miệng hắn run rẩy phát ra thông cáo tử vong, đồ ngu xuẩn. Phàm những kẻ, nhú máu tươi của chiến sĩ nhím biển bọn ta, đều là kẻ địch chung của các chiến sĩ nhím biển trên toàn thế giới. Các ngươi, đều chết chắc rồi, bất kể là chân trời góc bể nào, các chiến sĩ nhím biển cường đại, cũng sẽ tìm ra được các ngươi, lấy đi tính mạng của các ngươi, ha 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 người bắt yêu vạm vỡ kia phát ra tiếng cười vui sướng hợp với ý ta lắm người bắt yêu bọn ta rất hoan nghênh các người đến báo thù ta không sợ các người đến bao nhiêu tên chỉ sợ các ngươi không đến thôi ha 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 vừa nói hắn vừa vặn mạnh thanh âm dương đao trong tay con chiến sĩ nhím biển kim loại kia thần hình toàn diệt đối với người bắt yêu không có chuyện gì sung sướng hơn chuyện đám yêu quái tự vác mình đến cửa trả thù như thế bọn họ đỡ phải đi khắp thế giới để tìm kiếm tung tích của yêu quái. Chiến đấu kết thúc. Người bắt yêu bắt đầu thu dọn chiến trường một cách thuần thục. Bọn họ thu thập máu tươi của đám chiến sĩ nhím biển và bảo vật trên người bọn chúng. Tống Thư Hàng đứng ở bên cạnh cửa sổ. Sau đó, hắn nhìn thấy cái người bắt yêu vạm vỡ kia móc ra hai miếng quái thạch to bằng bàn tay từ trên người con chiến sĩ nhím biển kim loại kia. Khi nhìn thấy viên quái thạch này, Thân thể của Tống Thư Hàng đột nhiên sinh ra cảm giác cộng minh. Lại là loại cảm giác đồng cảm này ư? Hai miếng quái thạch này là linh thú tinh. Trùng hợp như vậy sao? Tống Thư Hàng sờ lên cái túi thu nhỏ của mình một cái, nếu như hai miếng quái thạch này thật sự chính là hai trong 33 loại linh thú tinh mà hắn cần, thì hắn không thể nào bỏ qua được. Tốt nhất là có thể giao dịch được với đám người bắt yêu này. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, từ trên bầu trời có hai bóng người đáp xuống. Là Diệt Phượng Công Tử và con hắc mã tinh kia. Diệt Phượng Công Tử đang đè con hắc mã tinh kia xuống để tẫn cho một trận tối tăm mặt mày. Quả đấm không ngừng rơi xuống như mưa, con hắc mã tinh kia bị đánh đến choáng váng cả người. Oanh! Diệt Phượng Công Tử và hắc mã tinh cùng rơi lên du thuyền trên mặt biển. Khi nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt của hai mươi người bắt yêu đột nhiên sáng lên đặc biệt là cái người bắt yêu cao to vạm vỡ kia, hắn quát to một tiếng, yêu nghiệt. chương 486, kiểu đầu hàng mãnh hổ lạc địa. Trong đầu của mỗi một người bắt yêu chỉ có duy nhất một pháp tác trí cao, nhìn thấy yêu quái, không cần phải sợ, cứ nhào lên mà hốt. Mấy người bắt yêu này cứng đầu cứng cổ như cục đá vậy, sau khi bọn họ trông thấy yêu quái thì sẽ giống như cắn cần, điên cuồng nhào lên thậm chí cũng không thèm nhìn thử xem cảnh giới giữa mình và yêu quái tranh lệch ra sao. Ở điểm này, thật ra cách làm của bọn họ tuy rằng khác với đám chiến sĩ nhím biển kia nhưng kết quả lại chẳng khác khỉ gì nhau. Đôi lúc mấy người bắt yêu này cũng phiền phức lắm. Còn Diệt Phượng Công Tử và cả con hắc mã tinh kia đều là yêu loại cả. Tiếp theo sẽ là cảnh tượng đám người bắt yêu kia nhào lên muốn hốt hàng Diệt Phượng tiền bối à. Đám người bắt yêu kia có đi đời không ta? trong lúc hắn đang suy nghĩ thì 20 người bắt yêu kia đã nhào lên như sói như hổ. Sau đó, bọn họ nhào lên đánh hội đồng con hắc mã tinh đã bị đánh nằm ngắc ngoài nằm lật ngửa sẵn ở trên mặt đất. Các loại ánh sáng phù văn, các loại phù diệt yêu, pháp thuật lóe lên trói hết cả mắt. Trước đó hắc mã tinh đã bị diệt phượng công tử đánh cho ngu người, hai mắt tối sầm, đầu óc choáng váng. Sau đó 20 người bắt yêu kia lại dùng đủ loại phù diệt yêu nện tới tấp lên người hắn, ánh sáng nổ lép bép, bất quá 20 người diệt yêu kia lại không dám ra tay với đại yêu ngũ phẩm như Diệt Phượng Công Tử. Giống như bọn họ hoàn toàn không hề phát hiện ra thân phận đại yêu của Diệt Phượng Công Tử vậy. Chẳng lẽ là thủ pháp che giấu khí thức bản thân của Diệt Phượng tiền bối quá cao minh, cho nên 20 người bắt yêu kia đều xem hắn là con người cả sao? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Như vậy cũng được, ít nhất thì vở tuồng người bắt yêu chiến Diệt Phượng Công Tử sẽ không phải diễn ra. Chấm hắc mã tinh tóc đen nằm thẳng cẳng dưới đất, không ngóc dậy nổi nữa. Trong đám người bắt yêu kia có một người bắt yêu cao lớn nhất quay sang chắp tay hành lễ với Diệt Phượng Công Tử, vị tiền bối này, ban nãy chúng ta đã thất lễ rồi. Trong quá trình tu sĩ khác đang hàng yêu mà người bắt yêu đột nhiên sông lên như thế, loại hành vi đoạt quái thế này quả thật là chuyện rất thất lễ. Diệt Phượng Công Tử nhếch mép. Vậy thì tiền bối, yêu nghiệt đã bị đánh bại, chúng ta xin cáo lui trước đây, Người bắt yêu cao to kia lại nói tiếp. Diệt Phượng công tử gật đầu. 20 người bắt yêu xoay người rời khỏi theo sự dẫn dắt của người bắt yêu cao lớn kia. Sau đó, khi mấy người bắt yêu kia đi được 2 3 bước xong thì đột nhiên quay đầu lại cùng một lúc. Trong tay mỗi người đều cầm một đạo phù văn, đồng loạt ném về phía Diệt Phượng công tử. "Không gian bắt yêu!" Người bắt yêu cao to kia quát lớn. Cái không gian bắt yêu màu vàng nọ lại bị thi triển ra thêm lần nữa bao vây diệt Phượng công tử ở bên trong. "Yêu Nghiệt, hãy mau nhận lấy cái chết đi." Những người bắt yêu lớn tiếng kêu lên, nhảy vào bên trong cái không gian bắt yêu màu vàng kia. Cho dù đối phương là đại yêu ngũ phẩm đi chăng nữa, nhưng bọn họ cũng sẽ không nao núng, vẫn sẽ hốt hàng không ngại ngần. Cùng lắm thì chết thôi chứ có gì đâu. Hơn nữa, cũng không phải là bọn họ không có phần thắng. Chuyến này ra ngoài, người bắt yêu cao to kia đúng lúc có mang theo một bí bảo của tộc người bắt yêu đó là một sợi xích trói buộc cực kỳ cường đại, cho dù đối phương là đại yêu ngũ phẩm đã hóa hình thì vẫn có thể trói được hắn lại. Chỉ cần tìm được cơ hội trói con đại yêu này lại thì bọn họ muốn xử lý con đại yêu này cũng được. Tống Thư Hàng đứng trên cao ôm chán. Đám người bắt yêu này đúng là hết đường cứu chữa rồi. Chấm chấm. Một phút đồng hồ sau. Không gian bắt yêu màu vàng kia bị đánh vỡ tan. Ha ha ha, diệt phượng công tử đắc ý cười vang, sau đó đẩy nhẹ mắt kính của mình lên, cái đám ngu xuẩn này, cho rằng một sợi dây chó yêu thì có thể vây khốn được ta à. Các ngươi cho rằng Tết U luyện trong chốn thâm sơn cùng cốc thì là con yêu quái quê mùa không hiểu gì về thời đại chắc. Sau lưng hắn, toàn bộ người bắt yêu đã nằm lăn quay ra đất, hôn mê bất tỉnh. Trên người họ thỉnh thoảng lại có ánh điện lóe lên. Trận chiến kết thúc. Chấm. Tống Thư Hàng nhảy ra khỏi phòng, vận chuyển thân pháp, bất động kim cương thân, nhảy lên mấy cái rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Diệt Phượng công tử. Diệt Phượng tiền bối, bây giờ phải xử lý mấy người bắt yêu này thế nào đây? Lấy một con thuyền nhỏ rồi ném bọn họ lên đó, để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Những kẻ này phiền lắm, Diệt Phượng công tử phất tay nói. Được, vậy ta đi tìm thuyền trưởng hỏi xin một chiếc thuyền nhỏ đây. Tống thư hàng đáp, lấy điện thoại di động ra gọi cho thuyền trưởng. Chấm. Một lát sau có năm thủy thủ đi tới. Những thủy thủ này ai cũng có khí huyết tràn đầy, tu vi đều ở tầm nhất phẩm nhị khiếu. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Tống Thư Hàng đưa toàn bộ 20 người bắt yêu kia lên trên một chiếc thuyền nhỏ. Đương nhiên, trước khi để mấy người bắt yêu kia xuống thì Tống Thư Hàng đã tiện tay lục soát toàn thân của bọn họ hết không chừa một ai. Lục ra được tổng cộng 200 viên linh thạch nhị phẩm, còn có 15 viên linh thạch nhất phẩm và 20 bình cao dược chữa ngoại trường người bắt yêu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trên người cũng chẳng mang theo bảo bối gì. Món bảo bối tốt nhất chính là sợi dây chó yêu kia thì đã bị diệt phượng công tử lấy mất rồi. Ngoại trừ linh thạch và cao dược ra, còn có một số máu huyết gì đó của chiến sĩ nhím biển, những thứ này tống thư hàng không thèm. Sai đó, thứ quan trọng nhất chính là hai hòn đá kỳ lạ nọ. Tống thư hàng cầm chúng lên thì có thể xác định đây là hai khối linh thú tinh, trong đó có một khối cộng minh mãnh liệt với hắn đây chính là một viên linh thú tinh của cá voi. Một viên khác thì chắc là linh thú tinh của cá mập, đều là đặc sản trong số các linh thú ở trong biển. Sau khi vơ vét xong, thủy thủ mới đẩy thuyền một cái. Chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn 20 người bắt yêu, trôi dần về nơi xa. Tống Thư Hàng mang theo chiến lợi phẩm của mình quay lại bên cạnh Diệt Phượng Công Tử, Diệt Phượng Tiền Bối, đồ trên người của người bắt yêu đều ở đây. Ngoài ra, Ta muốn hỏi tiền bối xin mua hai viên linh thú tinh ở trong đó. Linh thú tinh à, ta không cần thứ đó." Diệt Phượng công tử nói, "Tặng cho ngươi cả đấy, ngươi cứ cầm hết mớ này đi." Mấy thứ linh thạch nhất phẩm nhị phẩm này, trong mắt Diệt Phượng công tử, chắc cũng giống như người hiện đại nhìn vài đồng xu còn con thôi. Chút linh thạch ấy Diệt Phượng công tử căn bản lười chẳng buồn lấy làm gì cho mệt. "Vậy thì ta sẽ không khách khí nhé." Tống thư hàng cười hắc hắc rồi thu hồi linh thú tinh thứ này là loại hắn đang cần nhất bây giờ, đương nhiên sẽ chẳng khách khí với các tiền bối làm gì. Cộng thêm hai khối linh thú tinh này nữa thì hắn đã tìm được một phần ba linh thú tinh rồi. Diệt phượng công tử cười ha hả, lại đi tới trước mặt của con hắc mã tinh kia, đừng có nằm đó mà giả chết nữa, đứng dậy cho ta. Thực lực của mấy người bắt yêu kia chỉ có nhị phẩm mà thôi, uy lực từ mấy đòn phù văn tấn công của bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể khiến người chảy ra một chút mà thôi. Hắc Mã Tinh cười khổ mở mắt ra, nhìn Diệt Phượng công tử một cái rồi thở dài. Sau đó, Hắc Mã Tinh không giả chết nữa, bò dậy từ trên mặt đất. Xương cốt toàn thân của hắn run lên răng rắc, thân thể hơi cong lên, gồng thế chờ phát động. Còn định phản kháng tiếp nữa à? Diệt Phượng công tử nhếch mép. Hắc Mã Tinh hít sâu một hơi. Sau đó, hắn thi triển một tuyệt chiêu siêu cấp chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, sau đó dùng tư thế mãnh hổ lạc địa đáp xuống đất cái rầm. Mẹ nó, Tống Thư Hàng đứng bên cạnh nhịn không được bèn kêu lên một tiếng. Bởi vì Tống Thư Hàng đã quá quen thuộc với cái tuyệt kỹ này rồi, hơn nữa, bản thân hắn cũng biết tuyệt kỹ này luôn. Tuyệt kỹ này có tên là 500 cách đầu hàng khi đánh thua tu sĩ nhân loại chi đầu hàng kiểu mãnh hổ lạc địa. Đây là một tuyệt kỹ cực kỳ mơi hàng. Chương 487, thật ra, ta là một con ngựa giống tinh. Không sai cái chiêu đầu hàng kiểu mãnh hổ lạc địa này chính là tuyệt học không lưu truyền ra ngoài của cái tổ chức tinh quái thần bí nào đó. Sau khi gia nhập tổ chức tinh quái này, lại vượt qua khảo nghiệm của tổ chức xong thì sẽ trông thấy một vị trưởng lão truyền công, ôm theo một quyển bí tịch dày cui tới, dạy cho thành viên mới gia nhập tổ chức học cái tuyệt học bất truyền ra ngoài này, tên của nó là 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải có để có thể ngoan cường sống sót. Nếu như bỏ qua thành kiến thì thật lòng Tống Thư Hàng cũng rất hâm mộ cái tuyệt chiêu, tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu xinh đẹp, ở trong đó, từ cảm quan mà nói thì cái tuyệt chiêu đó cũng hay ho lắm. Ngoài ra, cái tuyệt chiêu, thuật ăn cắp thần thánh, kia cũng thú vị lắm, cảnh giới nhị phẩm như Tống Thư Hàng ma dùng tới cái, thuật ăn cắp thần thánh, thì có tỷ lệ nhỏ có thể ăn trộm được một vài món đồ linh tinh trên người của tu sĩ tam phẩm. Nhưng Tống Thư Hàng chẳng thích kỹ năng này chút nào. À tổ lái đi xa vấn đề quá rồi. Ngay khi con hắc mã tinh này dùng tới đầu hàng kiểu mãnh hổ lạc địa, xong thì Tống thư hàng lập tức biết rõ lai lịch của nó, hóa ra nó cũng ở trong cái tổ chức tinh quái, yêu quái toàn thế giới chung tay trở thành người một nhà mà thông nương từng tham gia. Mà mục tiêu của con hắc mã tinh đó chỉ e chính là thông nương trên người mình. Nhưng thông nương vẫn luôn bị mình che giấu rất kỹ cơ mà, đối phương phát hiện ra thông nương kiểu gì thế? Diệt Phượng công tử trông thấy con hắc mã tinh này thành khẩn như thế thì cũng cầm con mợ nó nín luôn. Vốn còn tưởng rằng con hắc mã tinh này muốn liều mình phản kích, nào ngờ cái tên dở hơi này lại đầu hàng gọn gàng dứt khoát như thế. "Được rồi, nếu như ngươi đã đầu hàng rồi, vậy thì mau thành thật khai báo, tại sao ngươi lại theo dõi vị tiểu hữu của ta không buông như thế?" Diệt Phượng công tử nói. "Con hắc mã tinh này, từ trước cuộc thi xe kéo thì đã lén lút theo dõi giám sát tống thư hàng rồi." Nhờ phúc của nó, Diệt Phượng công tử và Tống thư hàng đã hoàn thành một vụ giao dịch, Diệt Phượng công tử phụ trách điều tra lai lịch của con hắc mã tinh này, còn Tống thư hàng thì thay mặt Diệt Phượng công tử đi tham gia đua xe. Sau khi nghe thấy vấn đề của Diệt Phượng công tử, con hắc mã tinh kia ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn Tống thư hàng một cái, trên cái mặt ngựa đen thui lại lộ ra vẻ xấu hổ. Sau đó, con hắc mã tinh kia bắt đầu giải thích, thật ra, ta là một con ngựa được tinh, ta rất thích cảm giác được làm ngựa giống gần đây ta lại tới kỳ động dục rồi cho nên ta mới đi tìm đối tượng phù hợp để giao phối nói tới đây con ngựa được này lại xấu hổ ngựa được à hóa ra là tinh trùng thượng não chứ gì chậc giang sơn dễ đổi bản tính khó rời đánh chết cái nết cũng không chừa mà ủa mà khoan đã diệt phượng công tử đột nhiên mở to hai mắt hắn chỉ tay vào tống thư hàng rồi nói người đến kỳ động dục thì kệ ngươi sao tự nhiên một mực lén lút theo dõi vị tiểu hữu này làm gì hả mở to cặp mắt ngựa được của ngươi ra mà nhìn đi. Vị tiểu hữu này của ta tuy rằng mặt mày trắng trẻo xinh xắn thật, nhưng hắn cũng là được dựa mà. Tống thư hàng vội vàng kêu lên, đợi tí, đợi tí tiền bối ơi. Ngươi nói mấy lời như thế dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đó. Ta đương nhiên biết hắn là được dựa mà, con hắc mã tinh kia cũng kêu to. Ngươi đã biết rõ vị tiểu hữu này là được dựa rồi mà còn theo dõi hắn mãi làm gì. Ngươi là gay hả? À? Diệt phượng công tử nhích ra sau mấy bước, vẻ mặt ghét bỏ lắm lắm, muốn kéo khoảng cách thật xa với con ngựa đực này. Không phải như thế đâu, các người đừng có hiểu lầm mà, thân là một con ngựa đực, giới tính và tính hướng của ta bình thường lắm. Con hắc mã tinh lớn tiếng giải thích, mục tiêu của ta không phải là vị đạo hữu này đâu, à, cũng không phải. Mục tiêu của ta đúng là hắn, ủa mà cũng không đúng. Đậu xanh, ý của ta là, mục tiêu của ta là một nữ hiêu ở trên người hắn. Diệt phượng công tử quay đầu lại nhìn tống thư hàng, nữ yêu nào. Ha ha, quả nhiên là nhắm vào thông nương mà. Tống thư hàng đè lên túi áo của mình, ngộ đạo thạch và thông nương vẫn còn ở nguyên đấy. Đúng vậy, chính là thông nương, cho dù đã mấy trăm năm không gặp, nhưng ta vẫn nhớ rõ cô ấy là một nữ yêu vô cùng xinh đẹp. Con hắc mã tinh nọ nó nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tiểu đạo trưởng à, thông nương chỉ là một nữ yêu không hề có sức chiến đấu gì cô ấy là thành viên của tổ chức bọn ta, cho nên, mặc kệ thế nào, ta nhất định phải cứu cho bằng được cô ấy ra. Đây chính là lý do vì sao ta lại theo dõi ngươi. Tống Thư Hàng, sau khi cứu ra thì lại xình xịch thông nương à. Ta rất muốn biết, tại sao ngươi lại biết thông nương đang ở chỗ của ta. Tống Thư Hàng hỏi, con hắc mã tinh kia khựng lại một chút. Hắn im lặng thật lâu. Sau đó, hắn lại quay sang đá lông nheo với diệt phượng công tử và tống thư hàng một cái, không thể nói cho mí người biết được đâu mà tương đương bởi vì đây là bí mật không thể bật mí á tương đương. Tống thư hàng, hắn cứ cảm giác có một sợi dây thần kinh tên là lý trí, ở trong đầu hắn tự nhiên đứt cái pặc Nói tiếng người cái coi, diệt phượng công tử đứng bên cạnh tức giận, móc sợi dây chó yêu ra, quất mạnh lên người con hắc mã tinh kia một cái. Dây chó yêu, Tống Thư Hàng đã từng nhìn thấy giới thiệu về pháp khí độc môn của người bắt yêu này ở trong không gian chia sẻ tập tin của nhóm Cửu Châu số 1 rồi. Nó có hiệu quả khắc chế yêu tộc cực mạnh, cho dù chỉ chạm nhẹ vào thân thể của yêu tộc thôi cũng đủ mang tới thương tổn yêu thể cho yêu tộc. Con hắc mã tinh kia lập tức bị quất cho kêu la oai oái, trên người lại xuất hiện một vệt cháy xém đen thui. Nhưng Tống Thư Hàng cũng để ý thấy bàn tay đang cầm dây cho yêu của Diệt Phượng công tử căn bản lại không hề bị nó ảnh hưởng tới bản thể của diệt phượng công tử là cái gì nhỉ? Cư nhiên có thể miễn dịch với dây cho yêu như thế. Chấm. Sau khi diệt phượng công tử quất hai roi, con hắc mã tinh kia mới khóc lóc giấm dứt khai ra hết là ấn ký linh hồn. Thành viên của tổ chức bọn ta, sau khi học được tuyệt kỹ bất truyền kia thì trên người sẽ sinh ra một đạo ấn ký linh hồn. Trong phạm vi nhất định thì những thành viên trong tổ chức có thể sinh ra cảm ứng với nhau. Ta có cảnh giới ngũ phẩm, trong phạm vi một vạn mét thì ta có thể cảm ứng được thông nương. Tống thư hàng sờ cầm, trên người thông nương lại có cả thứ như thế sao? Nói cách khác, từ nay về sau, mỗi khi gặp phải yêu tinh của các tổ chức tinh quái này thì đối phương đều có thể phát hiện ra thông nương sao? Xem ra mình phải nghĩ cách gì đấy để ngăn cản ấn ký linh hồn của thông nương cộng minh mới được. Con ngựa được kia nhe răng đau đớn, nói tống thư hàng với vẻ đau khổ tột cùng tiểu đạo trưởng. Người muốn thế nào mới bằng lòng thả thông nương ra, người cứ nói điều kiện đi, chỉ cần ta có thể làm được thì ta nhất định sẽ dốc hết sức ra để hoàn thành. Ta là đại yêu ngũ phẩm đấy, mặc kệ điều kiện thế nào, ta cũng sẽ không khiến người thất vọng đâu. Tống Thư Hàng lắc đầu, không thể được. Bây giờ thông nương còn mọc trên ngộ đạo thạch đây này, trừ phi cô ta có cách rời khỏi ngộ đạo thạch, bằng không, Tống Thư Hàng không thể nào thả cho cô ta rời đi được. Tại sao chứ? Con ngựa được kia hỏi ngược lại tống thư hàng nói không tại sao hết dù sao thì trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không thể thả thông nương đi được chẳng lẽ ngươi đã yêu thông nương rồi à con hắc mã tinh giật mình kêu to tiểu đạo trưởng ơi là tiểu đạo trưởng người và yêu ở chung với nhau sẽ không có hạnh phúc đâu con cái sinh ra sẽ là nhân yêu đấy ta khuyên ngươi nên sớm cắt đứt phần tình cảm này đi tìm nữ tu nhân loại khác để làm đạo lữ của ngươi đi thông nương cứ giao cho ta chiếu cố là được mặc dù ta là một con ngựa đực nhưng ta sẽ đối xử cực kỳ tốt với người phụ nữ của mình, người cứ yên tâm đi há. Tống Thư Hàng Chấm Con ngựa được kia bị diệt phượng công tử hạ cấm chế, tạm thời nhốt nó lại. Đám người bắt yêu kia cũng đã trôi đi xa rồi. Tống Thư Hàng quay lại phòng của mình, bắt đầu nhắm mắt ngủ. chương 488, Long Ma Dược Tề Ngựa được tinh cùng với cái gã áo đen của tam thập tam thú thần tông đều bị diệt phượng công tử hạ cấm chế, giam giữ ở trên du thuyền, Chiếc thuyền nhỏ chở đám người bắt yêu kia đã trôi đi rất xa rồi, mấy người bắt yêu trên đó đều bình an vô sự cả, qua lát nữa thì mấy người bắt yêu đó sẽ tỉnh lại. Cho nên không cần phải lo bọn họ sẽ bị lật thuyền. Tống Thư Hàng điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó nhắm mắt lại. Sau đó hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái say ngủ. Có thể vào mộng được không nhỉ? Trong lòng Tống Thư Hàng có chút mong chờ, nếu như có thể thuận lợi nhập mộng thì coi như hắn đã thành công nắm vững được cái Thiên Phú Cường Đại này rồi. Một lát sau, Tống Thư Hàng thật sự đã nằm mơ. Hắn mơ thấy mình đã biến thành một con ngựa. Tại sao không phải là người áo đen mà lại biến thành một con ngựa thế này? Nhầm kịch bản mất rồi. Sau đó ở bên trái hắn, Tô Thị A thất mặt mày lạnh tanh đang đi cùng với hắn. Bên phải hắn là Vũ Nhu Tử với nụ cười tươi rực nắng của mình, tay cô cầm một cái bánh bao, đang gặm rất ngon lành, trông vô cùng đáng yêu. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại Phát hiện sau lưng còn có cả ngư kiều kiều, lúc này cô ấy chỉ lớn cỡ bằng lòng bàn tay, đang nhảy tưng tưng trên mặt đất, trông đặc biệt dễ thương. Tống thư hàng còn cảm giác hình như vẫn còn một người đang ngồi trên người hắn, nhưng ở góc độ của hắn thì không thể nhìn thấy người đang cưỡi phía trên mình là ai. Đi ở phía trước cách đó không xa là tất cả các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số một như Bạch Tôn Giả, Hoàng Sơn Chân Quân, Bắc Hà tán nhân, cuồng đao tam lãng. Họ đang đứng bên cạnh chuyện trò về chuyện gì đó ngày nghĩ gì thì đêm mơ thấy cái đó trước khi đi ngủ người hắn tiếp xúc tới chính là con ngựa được kia cho nên lúc nằm mơ hắn mới biến thành con ngựa sao quả nhiên năng lực nhập mộng không dễ xài như thế chút nào chỉ tiếc một ly máu mà hắn cắt ra xem như uổng phí mất rồi tống thư hàng thở dài một hơi chấm ngày tiếp theo khi hắn mở mắt ra thì đã bắt đầu một ngày mới du thuyền vẫn chậm rãi lướt sóng như cũ cũng không biết phải tốn bao lâu mới quay về hoa hạ được. Tống Thư Hàng lấy điện thoại ra, nhìn ngày giờ. Thứ ba, ngày 23 tháng 7. Đạo hiệu hôm nay là bá đao tống nhất nhỉ. Tống Thư Hàng thuận tay đổi tên nick chat của mình thành bá đao tống nhất. Mỗi ngày đổi đạo hiệu một lần, đến lúc đó xem xem cái đạo hiệu nào được nhiều người khen nhất. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Sau đó, hắn mở nhóm cửu châu số 1 ra. Chỉ trong thời gian một đêm thôi mà trong nhóm đã spam được mấy trang nhật ký chat rồi. Thiên phủ Khí tông Dương Huyền, Bạch Tôn giả đã dẫn đội tiến vào cái di tích thượng cổ kia rồi nhỉ. Hâm mộ mấy vị đạo hữu này quá đi mất, chỉ cần bọn họ đại nạn không chết thì nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều. Mọi người đều biết, nếu như đi theo bên cạnh Bạch Tôn giả, tuy rằng sẽ thường xuyên gặp phải đủ loại nguy cơ và tai nạn gây ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chỉ cần có thể sống sót thì sẽ nhận được thu hoạch cực lớn. Nghe nói linh điệp tiền bối cũng theo bạch tôn giả vào di tích đó đấy, có linh điệp tiền bối ở đó, tính mạng của bọn họ có thể được đảm bảo. Bác Hà Tán Nhân cười ha hà nói. Ngưỡng mộ thật đấy, lần sau mà tổ chức cuộc đua xe máy kéo nữa thì nhớ phải gọi cả ta theo đấy. Lưu Huỳnh Tiên Tử nói, đúng rồi, bác Hà tiền bối này, người chắc cũng sắp tấn cấp rồi nhỉ. Bác Hà Tán Nhân, bây giờ ta đang đợi cái tên đồng quái kia, chỉ chờ tới lúc diễn ra trận chiến trên đỉnh tử cấm, đánh cho hắn một trận. Lúc đó ta cũng sẽ nhân cơ hội để đột phá luôn. Lưu Huỳnh tiên tử, chúc Bắc Hà tiền bối gia quân thắng lợi. Lúc này, có một vị đạo hữu trong nhóm trồi lên, kể từ khi Tống thư hàng vào nhóm tới nay, người này chưa từng trồi lên nói chuyện lần nào. Hiến công cư sĩ, chào buổi sáng nhé các đạo hữu. À, mà này, gần đây có ai có tung tích của Long Ma không? Cầu tình báo. Tên của ID này trông quen thật đấy. Phá Dương kích quách đại hỏi lại, Long Ma há? Hiến Công Tiền Bối cần tài liệu gì trên người của Long Ma à? Cần dùng gấp để phối dược tề." Hiến Công cư sĩ trả lời, "A còng Bắc Hà tán nhân, chỗ Bắc Hà đạo hữu có tin tức gì không?" Bẩm Hiến Công Tiền Bối, bây giờ ta đang liên lạc với bạn bè làm ở trong trung tâm giám sát thiên ma xem sao, nhờ hắn xem giúp tin tức. Mấy năm nay Long Ma rất ít khi xuất hiện, cho dù có xuất hiện cũng chỉ có trình độ khá thấp mà thôi. Bắc Hà tán nhân trả lời, mấy ngày trước có xuất hiện một con huyết ma cấp bậc lục phẩm, nhưng lại bị bọn ta xử lý mất rồi. Ha ha ha. Long ma cũng là một loại ngoại vực thiên ma, còn mạnh mẽ hơn cả huyết ma. Hơn nữa khác với những ngoại vực thiên ma thỉnh thoảng sẽ bị rớt chút trang bị và tài liệu còn lại, Long ma nổi tiếng là kẻ nghèo, giết nó xong mà rớt ra được mấy cục linh thạch đã xem như may mắn lắm rồi. Nhưng dù Long ma không rơi ra bảo vật gì, nhưng bản thân nó lại là bảo vật Máu của Long Ma là một loại tài liệu chính của vài loại đan dược và dược tề đặc biệt trong tu chân giới. Da của Long Ma thì lại là tài liệu cực tốt để chế tạo pháp y. Hiến công cư sĩ, ta muốn chế tạo một số Long Ma dược tề để đề thăng thể chất một chút ấy mà. Mấy chục năm gần đây cứ mãi cố gắng chữa trị thương thế do vụ nổ hạt nhân kia tạo thành. Vất vả lắm mới dưỡng thương xong, nhưng gần đây tinh thần lực đề thăng nhanh quá, thể chất theo không kịp nên ta muốn chế một phần long ma dược tề để đề cao cường độ thân thể lên. Bằng không thì thể chất thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến việc ta trùng kích vào cảnh giới tôn giả thất phẩm. Tống Thư Hàng lập tức nhớ ra vị hiến công cư sĩ này là ai. Cách chọn địa điểm bế quan đừng để bi kịch của hiến công cư sĩ phát sinh thêm lần nữa. Hiến công cư sĩ chính là cái vị tiền bối đang tu luyện thì bị thứ vũ khí tối cao của nhân loại hiện nay bom hạt nhân rơi trúng đầu, nhưng vẫn còn sống nhân răng xem ra vị tiền bối này đang chuẩn bị trùng kích vào cảnh giới tôn giả thất phẩm như vậy thì cảnh giới của hắn bây giờ là chân quân lục phẩm rồi long ma dược tề đây đúng là đồ tốt nha hiến công tiền bối có phối phương điều chế loại dược tề này sao bắc hà tán nhân cười nói nếu như dược sư mà biết ngài có phối phương của loại dược tề này thì nhất định hắn sẽ mặt dày chạy tới chỗ ngài ăn dầm nằm dề ngay hiến công cư sĩ hắc hắc cái phối phương này là do một vị đệ tử của ta lấy được trong một lần mạo hiểm cách đây lâu lắm rồi. Người mà không nói thì suýt nữa ta cũng quên mất. A à, còng dược sư, khi nào online thì nhớ liên hệ với ta nhé. Hắn cần dược sư giúp hắn phân tích cái phối phương của Long Ma dược tề này. Bác Hà Tán Nhân, hiến công tiền bối, bạn của ta nói là gần đây không có tin tức Long Ma rơi xuống. Hắn sẽ để ý tin tức giúp chúng ta, nếu như có tin tức của Long Ma thì hắn sẽ báo ngay cho chúng ta biết. Hiến công cư sĩ, được rồi, giúp ta cảm ơn bạn của ngươi nhé. Bác Hà này, chờ sau khi ngươi tấn cấp lên xong thì ta sẽ tặng cho ngươi một bao lì xì lớn để làm quà cảm ơn. Bác Hà tán nhân, tiền bối khách khí thế, nhưng mà ta thích. Chấm. Long ma, long ma dược tề. Tống Thư Hàng tiện tay mở mấy tập tin trên nhóm Cửu Châu số 1 ra, tìm mấy tài liệu liên quan tới ngoại vực thiên ma để xem thử một chút trong lúc tống thư hàng đang xem thông tin về ngoại vực thiên ma thì đột nhiên có tin nhắn do bạn bè gửi tới đó là tin nhắn từ một người bạn có id là viện trưởng bệnh viện tâm thần tống thư hàng nhớ rõ hắn thêm người này khá lâu rồi quen qua một trò chơi ơ ờ, là áp lực đại đấy à sao ngươi lại đổi tên thế nếu như không phải thấy ảnh đại diện của ngươi trông quen quen thì thiếu chút nữa ta đã hủy kết bạn rồi đấy viện trưởng bệnh viện tâm thần gửi một cái ai cần cười tâu kết qua ha ha ha, ta chuẩn bị mỗi ngày đổi một cái tên đấy. Đến lúc đó để xem cái tên nào hay hơn, Tống Thư Hàng trả lời. Nghe hay ho thế, viện trưởng cười nói, nhưng cái tên bá đao tống nhất này đọc lên nó cứ lẹo lưỡi thế nào ấy, ta cảm giác đổi thành bá đao tống tam nghe xuôi tai hơn nhiều. Tống Thư Hàng, chương 489, bí mật bên trong sợi dây xích vàng. Đừng có nói tới Tống Tam, như thế chúng ta vẫn là bạn tốt. Tống Thư Hàng trả lời. Quy luật, quá tam ba bận, của cuồng đao tam lãng tiền bối và đạo hiệu tống tam này là thứ mà hắn tuyệt đối không muốn kế thừa. Viện trưởng bệnh viện tâm thần, vậy tống tứ, tống ngũ thì sao? Đừng nói vấn đề này nữa, ta sẽ rất cảm ơn người đó. Tống thư hàng trả lời, sau đó quả quyết chuyển đề tài, tại sao dạo này không thấy ngươi lên mạng chơi trò chơi nữa vậy? Ta tốt nghiệp đi làm rồi, cho nên thời gian chơi game cũng ít đi. Viện trưởng bệnh viện tâm thần cảm thán nói, ngoài ra, dạo này ta đang nghiên cứu cách làm thế nào để bỏ một cái tật xấu của ta. Tật xấu gì thế? Tống Thư Hàng hỏi. Là một tật xấu khiến cho ta rất buồn phiền. Viện trưởng bệnh viện tâm thần nói, nói thế nào nhỉ? Làm một phép so sánh nhé, lúc một người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ rất quyến rũ xinh đẹp, thì sẽ muốn xình xịch đối phương ngay đúng không? Tống Thư Hàng, người là ngựa giống, tinh trùng lên não đấy à? So sánh, chỉ là so sánh thôi mà, viện trưởng bệnh viện tâm thần vội nói. Tống Thư Hàng nói, được rồi, tuy rằng có thể là ngươi tinh trùng thượng não thật, nhưng sau khi đàn ông nhìn thấy gái đẹp quyến rũ, sinh ra dục vọng muốn, xình xịch cũng không thể xem là tật xấu gì mà. Nhưng vấn đề chính là, tật xấu của ta không chỉ như vậy. Viện trưởng bệnh viện tâm thần cảm thán nói. Tống Thư Hàng trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Tật xấu của ta chính là, khi trong đầu ta xuất hiện dục vọng muốn xình xịch đối phương, thì ta lại không quản được bản thân mà xông lên, hốt, luôn cô ấy. Viện trưởng bệnh viện tâm thần cảm khái nói. Tống Thư Hàng, ta có thể báo cảnh sát không? Chú cảnh sát ơi, cái gã ở trên là biến thái đấy, đáng sợ quá đi mơ ti, nhanh đến bắt hắn lại đi. Đã nói rồi mà, ta chỉ đang so sánh, so sánh mà thôi. Viện trưởng bệnh viện tâm thần nói. Tống Thư Hàng, dùng cái kiểu so sánh biến thái đáng sợ như vậy, quả nhiên vẫn phải báo cảnh sát mới được. Stop, đừng có nói cái vấn đề báo cảnh sát với 110 này nữa, chúng ta vẫn là bạn tốt đấy." Viện trưởng bệnh viện Tâm Thần bất đắc dĩ nói. "Tống thư hàng, ha ha ha. Hơn nữa, ta thật sự muốn trị khỏi cái tật xấu trên bảo dưới không nghe này lắm." Viện trưởng bệnh viện Tâm Thần cảm thán nói. "Có hai cách giải quyết đấy." Tống thư hàng đề xuất ý kiến, một là dựa vào ý chí kiên cường. Viện trưởng bệnh viện Tâm Thần, nếu dựa vào ý chí thì ta đâu cần phải buồn phiền như thế nữa. Cách thứ hai, chính là người tự thiến đi, người cắt đứt nguồn gốc của dục vọng, như vậy thì người có muốn xình xịch thì cũng không có công cụ để gây án rồi. Ha 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 ha, tống thư hàng xấu xa trêu ghẹo. Viện trưởng bệnh viện tâm thần. Nhưng một lúc sau, hắn trả lời nghiêm túc, có lẽ, đây cũng là cách hay đấy. Lần này đến phiên tống thư hàng câm nín. Ê ê ê, viện trưởng, người đừng có nghĩ quẩn nhé. Tống thư Hàng Vội vàng nói, "Ta không muốn chỉ vì một câu nói đùa của ta mà ngươi sẽ biến thành vị thái giám cuối cùng của Hoa Hạ đâu." "Phắn đi, ai nói ta muốn làm thái giám hả? Ta chỉ nói, có lẽ giải quyết nguồn gốc của sự kích động thân bất do kỳ đó cũng là một cách hay." Viện trưởng bệnh viện Tâm Thần nói, "Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa. Tiền bối gọi ta rồi, sau khi đi làm rồi thì phiền toái như thế đấy, lúc nào cũng chẳng được yên thân." "Đi đi." Tống thư hàng cười ha ha nói. Trên biển rộng mênh mông, một chiếc thuyền nhỏ chở hơn 20 người đàn ông, chính là chiếc thuyền của mấy người bắt yêu nọ. Trong đó, có một người người bắt yêu trẻ tuổi cầm điện thoại của mình, lẩm bẩm nói, giải quyết từ gốc. Nhưng, người bắt yêu gặp phải yêu quái thì sẽ nổi cơn kích động muốn xông lên tấn công, cái này phải cắt bỏ kiểu gì bây giờ? Lầm bẩm cái gì đấy? Vị đội trưởng bắt yêu cao to kia cười ha ha vỗ mạnh lên vai của người bắt yêu trẻ tuổi này. Không có gì, nhưng mà đội trưởng, lần này ngay cả dây chó yêu của chúng ta cũng bị đối phương cuỗm mất rồi, thật sự không có vấn đề gì chứ. Người bắt yêu trẻ tuổi này hỏi. Yên tâm đi, chỉ là một sợi dây thừng chó yêu thôi mà. Hơn nữa sợi thừng chó yêu đó sẽ trở thành tọa độ, giúp chúng ta biết định vị được vị trí của con yêu quái vừa rồi. Vị đội trưởng kia siết chặt nắm tay nói, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ phòng ấn chân áp nó khóe miệng người thanh niên bắt yêu giật giật. Tống Thư Hàng cất điện thoại, sau khi rửa mặt xong xuôi thì lại gọi Tiểu Hòa Thượng dậy. Chào buổi sáng Thư Hàng Sư Huynh, Tiểu Hòa Thượng dụi mắt thức dậy. Rửa mặt cho sạch đi, chút nữa đi ăn sáng, sau đó đừng quên tu luyện buổi sáng đấy. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Dạ, Tiểu Hòa Thượng xoay người đứng dậy, chạy đi rửa mặt. Dạo này nó luôn ở cùng với Tống Thư Hàng, có được sự trợ giúp của Ngộ Đạo Thạch cho nên tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Ngư Kiều Kiều từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống vai Tống Thư Hàng, Ngộ Đạo Thạch cũng rất có hiệu quả với cô, cho nên gần đây cô càng ngày càng thích ở gần Tống Thư Hàng. Khi nào chúng ta về đến Hoa Hạ thế? Ngư Kiều Kiều hỏi. Tống Thư Hàng nói, ta cũng không biết nữa, nhưng chiếc du thuyền này là do thất sinh phù tiền bối cải tạo qua, chắc là tốc độ của nó sẽ nhanh hơn du thuyền bình thường. Về đến Hoa Hạ nhanh một chút sau đó chúng ta đi bắt tên tác giả kia đến đây để còn viết kịch bản phim nữa ngư kiều kiều hưng phấn nói tống thư hàng cười nói ha ha được nói xong tống thư hàng lại nhìn mấy món đồ trên tủ đầu giường chính là thứ lấy được từ trên người của cái gã đàn ông áo đen hắn đưa tay cầm sợi dây xích vàng kim thô to kia lên thứ này càng nhìn càng cảm thấy giống như xích chó mạ vàng đúng rồi đúng rồi thư hàng này hôm qua ngươi đã thành công chưa Cô nhớ rõ Tống thư hàng đã cho người áo đen kia uống máu, sau đó muốn mượn đi ngủ để thi pháp nằm mơ thì phải. Thất bại rồi, một cốc máu kia coi như đi tong. Tống thư hàng buồn bực nói, không thể thành công đi vào giấc mơ, ngược lại còn mơ thấy mình biến thành một con ngựa. Ngư Kiều Kiều nói, vậy hôm nay chúng ta lại đi tra khảo người áo đen kia à? Ừ, cũng được, chúng ta tìm Diệt Phượng Tiền bối trước, xem xem tiền bối có cách nào hỏi ra được chút thông tin gì từ miệng người áo đen hay không. Tống Thư Hàng nói. Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Hòa Thượng bắt đầu phần tu luyện buổi sáng. Diệt Phượng Công Tử còn đang đả tọa tu luyện, Tống Thư Hàng không muốn quấy rầy hắn, chỉ đành đợi tiền bối kết thúc tu luyện rồi lại đi tra khảo người áo đen kia sau cũng được. Bây giờ, Tống Thư Hàng đang nằm phơi nắng trên mùi du thuyền cùng mấy người bạn cùng phòng. Tuy rằng kế hoạch ở hòn đảo nghỉ dưỡng kia đã bị bể keo, nhưng vẫn còn chuyến du lịch kích thích đầy bất ngờ này, thổ ba cảm thán nói máy bay gặp tai nạn, dạy mấy người thổ dân trên hòn đảo kia học chữ Hán, sau cùng là được lên chiếc du thuyền siêu xa xỉ tê thế này, những ngày bọn họ trải qua vô cùng phong phú. Cao Mỗ Mỗ nằm cùng với bạn gái, nói với vẻ lười biếng, "Quãng thời gian này, nếu như không có mấy con kỳ đà cản mũi như bọn mày, tao sẽ cảm thấy rất hạnh phúc." "A à, ha ha, nhưng mà, kế hoạch hẹn hò của tao với cô nàng họ Lục kia vẫn chưa có cơ hội thực hiện nữa." Gia Cát Trung Dương nói. Chuyến đi lần này được tạo ra bởi vì cậu ta muốn hẹn hò với cô nàng họ lục kia, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tống Thư Hàng quay đầu lại cười nói, còn mấy ngày nữa du thuyền sẽ về đến Hoa Hạ, cậu có thể nắm tranh thủ cơ hội này để hẹn hò với cô gái học lục kia mà. Ý kiến hay, ra cát trung dương xoa cầm, sau đó cậu ta lôi kéo cao mỗ mỗ đứng dậy, muốn lập một kế hoạch hẹn hò khác. Cao mỗ mỗ trợn mắt nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng duỗi lưng, nắm nghía sợi dây xích vàng trong tay. Sợi dây xích này khẳng định có quan hệ với tam thập tam thú thần tông, nhưng phải làm sao để giải được bí mật của nó đây? Lẽ nào cần phải lấy máu nhận chủ à? Hay là dùng lửa thiêu, ngâm nước, trôn xuống đất? Thư hàng, mày tìm được dây xích vàng to như thế lúc nào vậy? Thổ ba ở một bên nhìn thấy dây xích trong tay tống thư hàng thì cười nói. Từ khi nào thẩm mỹ của tống thư hàng đã thay đổi thành kỳ lạ thế này, lại đi mua loại dây xích chó màu vàng to uỳnh như thế. Hôm qua mới lấy được đấy, đẹp không? Tống Thư Hàng nói đùa. Ừ, rất hợp với dáng mày. Thổ ba cười hì hì, hay là mày đeo lên thử xem sao? Tao cứ cảm thấy nếu như mày mà đeo nó lên, sẽ rất thú vị. Đeo nó lên á, Tống Thư Hàng suy tư cầm sợi dây xích vàng này đứng lên. Từ lúc đoạt được nó đến giờ, mình chưa thử đeo nó lên. Bởi vì trông nó hơi bị lè loẹt, nên khiến mình cảm thấy đeo lên thì xấu lắm. Sau khi ngẫm nghĩ xong, Tống Thư Hàng lặng lẽ dùng ngón út, giật giật ngư thanh kiều đang nấp ở trong tóc mình. Sau đó hắn cẩn thận trong sợi dây xích vàng này đeo lên cổ nói không chừng, đeo nó lên chính là cách giải bí mật thì sao? Nhưng hành vi đeo mấy thứ có liên quan tới tu sĩ lên cổ thế này rất mạo hiểm. Vì vậy, để để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn muốn nhờ ngư kiều kiều giúp đỡ chú ý một phen. Nếu như sợi dây xích vàng này có gì kỳ lạ, thì Ngư Kiều Kiều cũng có thể ra tay tương trợ bất cứ lúc nào. Đeo dây xích vàng lên, nhưng đáng tiếc chính là không có bất kỳ phản ứng nào hết. Trong lòng Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút thất vọng. "Phụt, Thổ Ba ở bên cạnh phì cười rồi nói, mày đeo thật đấy à?" "Không đẹp à?" Tống Thư Hàng nhíu mày. "Thổ Ba, hoàn toàn không xứng với mày tẹo nào, tao cảm thấy, đợi mày béo thêm chục vòng nữa." nói không chừng sẽ rất hợp với nó đấy như vậy thật đáng tiếc bây giờ tao có muốn béo cũng không béo được nữa rồi tống thư hàng giơ tay chuẩn bị tháo dây xích vàng xuống ngay lúc tống thư hàng cầm dây xích vàng và tháo nó ra lúc hắn nhấc nó lên ngang tầm mắt thì hắn đột nhiên dừng động tác lại khi nhìn dây xích vàng ở góc độ này hình vẽ các con thú trên dây xích phát ra ánh sáng nhàn nhạt khi được mặt trời chiếu rọi ánh sáng trên hình vẽ hình như còn có năng lực thôi miên, làm người ta không thể rời mắt ra được. Nhưng nếu nhìn chằm chằm vào hình vẽ này thì lại cảm thấy tâm thần toàn thân giống như đang bị hút đi. Loại cảm giác này, rất quen thuộc. Chính là loại cảm giác xuất hiện khi hắn xem bí tịch của Kim Cương bản bản quyền Pháp. Dựa vào sự phối hợp giữa hình vẽ và văn tự, sẽ tạo thành một huyễn thuật cấp thấp, đạt tới mục đích truyền công. Còn hình vẽ trên dây xích vàng này, nhờ ánh nắng và góc độ đặc biệt, cũng sẽ hình thành một huyễn thuật đơn giản. Nhưng bây giờ, tinh thần lực của Tống Thư Hàng rất mạnh, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật này. Thú vị lắm! Tống Thư Hàng nhếch môi cười, hắn tháo dây xích vàng xuống, vỗ thổ ba một cái thật mạnh, thổ ba, cảm ơn mày nhé. Đợi sau khi quay về hoa hạ, tao sẽ mời mày ăn một bữa ra trò, muốn ăn gì thì ăn, đừng khách khí với tao. Sau đó, hắn cầm sợi dây xích vàng kia, nghênh ngang đi về phòng của mình chỉ để lại thổ ba đang đần mặt ra không hiểu gì sất ở sau lưng. chương 490, Kinh Thôn Thuật Tiểu Hòa Thượng vẫn chưa quay về à? Sau khi Tống Thư Hàng quay về phòng thì vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Hòa Thượng đâu. Ngư Kiều Kiều trả lời, chắc là vẫn đang luyện tập buổi sáng đấy, Phật môn phiền phức như thế đấy. Nhưng như vậy cũng tốt, duy trì luyện tập buổi sáng lâu ngày, thì khiến cho ý chí của bọn họ được rèn luyện trở nên đặc biệt kiên định. Đúng vậy, Tống Thư Hàng gật gật đầu, sau đó hắn lại đeo sợi dây xích màu vàng kia lên kiều kiều này ta đã phát hiện ra bí mật của sợi dây xích màu vàng này rồi tiếp theo ta sẽ chủ động rơi vào trong huyễn thuật nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì cô ra tay giúp ta nhé ngư kiều kiều đáp không vấn đề cứ để đấy cho ta tống thư hàng dơ sợi xích vàng kia lên ngang tầm mắt của mình ánh nắng chiếu qua cửa sổ dây xích vàng lại xảy ra biến ảo lần nữa trên dây xích vàng hình vẽ 33 con thú bắt đầu phát ra ánh sáng dịu nhẹ, đường cong cấu tạo thành hình vẽ cũng chuyển động uốn lượn như gợn sóng. Tống Thư Hàng vừa nhìn chằm chằm vào những hoa văn con thú này, vừa chậm rãi xoay dây xích vàng theo chiều kim đồng hồ, nhìn chăm chú vào từng hình vẽ một. Khi hắn xoay đến hình vẽ cá voi, đường cong biến hóa trên sợi dây xích vàng lại càng ngày càng lớn hơn. Quả nhiên là có liên quan đến cự kình thiên của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công mà mình đã tu luyện sao. Tiếp theo mình cần phải đi vào ảo thuật được khắc sâu ở bên trong dây xích vàng này à? Lúc ban đầu hắn có thể đi vào huyễn thuật của kim cương bản bản quyền pháp là vì khẩu quyết phối hợp với hình vẽ. Với cả lúc ấy hắn vẫn chỉ là một người bình thường, tinh thần lực rất thấp, dễ dàng bị huyễn thuật ảnh hưởng đến. Nhưng bây giờ cảnh giới của hắn đã là tu sĩ nhị phẩm rồi, cường độ của tinh thần lực đã mạnh hơn lúc trước gấp trăm lần. Hơn nữa hắn cũng khôn Ninh có khẩu quyết phối hợp với sợi dây xích vàng này chỉ dựa vào cửa kinh thiên trong, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, như thế, liệu có thể thành công đi vào huyễn thuật kia hay không? Tống Thư Hàng không có cách nào xác định được, nhưng hắn vẫn muốn thử xem sao. Ba phút sau, hai mắt Tống Thư Hàng mất dần tiêu cự. Hắn đã thành công tiến vào trong huyễn thuật được khắc trên sợi dây xích vàng rồi. Hành động này rất mạo hiểm, nhưng loại cảm giác mạo hiểm này vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận của Tống Thư Hàng hơn nữa hắn cũng ẩn ẩn thích sự kích thích mà loại cảm giác mạo hiểm này mang lại trong không gian huyễn thuật xuất hiện trước mặt tống thư hàng là mặt biển rộng bao la cùng với những con sóng cuộn trào bên trong sóng biển có một con cá voi lớn đang phun nước như suối phun loại cảm giác này chính là không gian truyền thừa của công pháp không lẫn đi đâu được tống thư hàng lẩm bẩm nói ở đây giống với không gian truyền thừa của kim cương bản bản quyền pháp như vậy con cá voi lớn này sẽ truyền thụ công pháp thế nào đây? Mu, con cá voi lớn phát ra tiếng kêu kỳ quái. Sau đó, con cá voi lớn kia quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tống Thư Hàng. Có phải sắp bắt đầu truyền thừa công pháp rồi không? Mật mã, thanh âm hồn hậu của con cá voi lớn kia vang lên. "Hả?" Tống Thư Hàng khẽ nói. "Mật mã?" Cá voi lớn kia lại phát ra tiếng gầm gừ sau khi tống thư hàng suy nghĩ một lúc thì mới tùy ý kêu một tiếng một nghìn ba trăm bốn mươi mật mã sai giải trừ truyền thừa con cá voi lớn kia lại nói sau đó không gian hơi rung chuyển đẩy tống thư hàng bắn ra ngoài không gian huyễn thuật đã khôi phục từ trong huyễn thuật rồi à ngư kiều kiều hỏi dò ừ tống thư hàng gật đầu quả nhiên đúng như hắn đoán không gian truyền thừa này chỉ là một loại huyễn bậc thấp được minh khắc trên sợi dây xích vàng này. Ngoại trừ ngoài để truyền thừa kiến thức ra, nó căn bản không có tí lực sát thương gì. Cho nên, dù có nói sai mật mã, thì cùng lắm chỉ là đóng cửa không gian truyền thừa trong huyễn thuật mà thôi, nó không có cách nào làm thương tổn đến tống thư hàng. Có thu hoạch được gì không? Ngư Kiều Kiều hỏi. Ừ, đúng như ta đã đoán, hình vẽ được khắc trên sợi dây xích vàng này là dùng để truyền thừa công pháp ta đã đi vào trong huyễn thuật thành công, Tống Thư Hàng trả lời. Ngư Kiều Kiều hỏi, vậy ngươi đã lấy được thứ mình muốn chưa? Vẫn chưa, trong không gian huyễn thuật truyền thừa đó còn có cả biện pháp bảo vệ. Cần phải có mật mã chính xác mới có thể tiến hành truyền thừa công pháp. Tiếc là chúng ta không có mật mã chính xác, Tống Thư Hàng nhún vai nói. Ngư Kiều Kiều cười hì hì, cho nên, vẫn phải đi tra khảo người áo đen kia chứ gì. Đúng là thế đấy, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn vươn vai đứng dậy, chuẩn bị đi xem Diệt Phượng công tử đã tu luyện xong chưa. Nhưng, trong nháy mắt khi Tống Thư Hàng đứng dậy, thì đột nhiên hắn cảm thấy đầu mình nặng trịch. Hắn cảm thấy hai mắt hoa lên, giống như thể có cảm giác mắt nổ đom đóm. Dạo này ăn uống không đủ dinh dưỡng sao? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Không đúng, dạo này hắn ăn uống đầy đủ lắm mà. Lại còn ăn được rất nhiều thiên tài địa bảo nữa cơ. Hắn nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương nhưng trong nháy mắt lúc hắn nhắm mắt lại, thì có hai hình ảnh chợt lóe lên trước mặt hắn. Hắn phát hiện mình đang run lẩy bẩy đứng trên đống phế tích. Không biết tại sao, khi nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng hắn bắt đầu thắt lại đau đớn. Đống phế tích kia, chính là tàng tích của một tiên cung khổng lồ. Nhưng xung quanh lại không hề có vết tích đánh nhau nào, cảm giác dường như có một loại lực lượng cường đại đến mức không thể nào tả nổi, nháy mắt đã tiêu diệt tiên cung này hoàn toàn. Ngay sau đó, lại có thêm một hình ảnh nữa lướt qua trước mắt hắn. Đó là một lòng bàn tay dính đầy máu. Trong lòng bàn tay viết mấy chữ số yêu khuyển 43, cùng với một sợi dây xích màu vàng. Tống Thư Hàng thầm thở dài, đây là mật mã của không gian truyền thừa kia sao? Chỉ là, giờ phút này, tâm trạng của hắn không thể nào vui vẻ lên được. Lúc nhìn thấy tiên cung bị phá hủy kia, trong lòng của hắn rất khó chịu hai hình ảnh quái lạ bất chợt lóe lên trong nháy mắt khi Tống Thư Hàng cúi đầu xuống. Nói chung là đã lấy được thứ cần thiết rồi, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Ngư Kiều Kiều, gì cơ? Không có gì, ta phát hiện ra một thứ rất thú vị. Tống Thư Hàng cười nói, Kiều Kiều, ta thử vào huyễn thuật của dây xích vàng kia lại lần nữa nhé. Vừa dứt lời, Tống Thư Hàng lại đeo sợi dây xích vàng kia lên. Xoay hình vẽ cá voi trên dây xích đến trước mặt, thả lỏng toàn thân, chủ động phối hợp với hình vẽ đó, tiến vào huyễn thuật được minh khắc ở trong thứ này. Ba phút sau, hắn lại thành công tiến vào không gian huyễn thuật. Từng con sóng biển khổng lồ, còn có cá voi to lớn đang phun nước. Mù tương đương con cá voi to lớn phát ra âm thanh quái lạ, mật mã. Yêu khuyển 43, Tống Thư Hàng trả lời. Mật mã chính xác, con cá voi lớn nói. Ngay sau đó, con cá voi lớn đó bắt đầu cử động nó nhảy lên cao khỏi mặt nước, lơ lửng di chuyển ngay lên trên không trung. Nếu như coi con cá voi lớn này là một đạo chân khí, đại dương bên dưới là đan điền, thì có thể nhìn ra đây là một pháp môn vận chuyển chân khí, vừa hay là pháp môn vận chuyển chân khí của công pháp của cự kình thiên trong tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Nhưng, chỉ có pháp môn vận chuyển chân khí của cự kinh thiên thôi thì vẫn là công pháp không đầy đủ. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, này còn có một bộ công pháp phối hợp như kim cương bản bản quyền pháp, có công pháp, bất động kim cương thơ làm công pháp phụ trợ, hai cái hợp làm một, mới là công pháp thật sự. chương 491, lúc ăn cơm không được nói mấy chuyện gớm như thế. Kinh thôn thuật, nghe tên thì có vẻ như ngầu lắm. Nhưng trên thực tế thì nó chỉ là một loại công pháp giúp cường hóa hệ thống tiêu hóa, tăng cường giang lợi và dạ dày. Mà hơn nữa, kinh thôn thuật cũng không phải là cái gì cũng có thể ăn được đâu nhé thứ nó có thể nuốt trôi được dường như chỉ có một loại đó là linh thú tinh. Trong nháy mắt khi tiếp xúc với, kinh thôn thuật Tống Thư Hàng đã hiểu ra. Đây là pháp môn phụ trợ cho, cự kình thiên, dùng để dung hợp đạo ngụy tiên thiên chân khí kia. Thông qua việc nuốt linh thú tinh, dung nhập hình dạng ban đầu của đạo tiên thiên chân khí trong cơ thể với 33 loại chân khí bản nguyên của linh thú, rồi từ đó thôi sinh ra chân khí bản nguyên gần sát với tiên thiên chân khí. Ngoài, kinh thôn thuật, ra thì trong truyền thừa còn có công pháp từ 1 đến 4 của, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nữa. Tổng cộng có 4 bộ công pháp đủ để cho người ta tu luyện đến cảnh giới, tiên thiên, tứ phẩm. Cảnh giới tiên thiên tứ phẩm cũng vừa hay là cảnh giới mà đạo ngụy tiên thiên chân khí kia có thể phát huy hiệu quả của nó. Tống Thư Hàng lại lui ra từ trong không gian huyễn thuật của sợi xích màu vàng kia một lần nữa. Lúc vừa mới ra khỏi huyễn thuật, hắn đã trông thấy ngư kiều kiều và tiểu hòa thượng đang nhíu mày nhân mặt nhìn hắn với vẻ âu lo. tiểu hòa thượng lập tức đưa cho hắn một cái khăn mặt nóng. cái gì thế, tống thư hàng nghi hoặc. tiểu hòa thượng đáp, lau mặt đi, thư hàng sư huynh. vừa nãy đột nhiên người gào to lên, khóc lóc thảm thiết dữ lắm, khóc đến nỗi khiến người khác thấy đứt từng đoạn ruột luôn. kiều kiều tỷ tỷ và ta nhìn mà thấy sót hết cả ruột. Tống Thư Hàng vuốt tay lên mặt mới phát hiện ra cả khuôn mặt mình đang ướt nhẹp là khi trông thấy hình ảnh Tiên cung bị hủy, bởi vì tim đau thắt lại nên bất giác mới đổ lệ như mưa thế này không. Tống Thư Hàng vội vàng nhận lấy cái khăn mặt mà Tiểu Hòa thượng đưa cho, lau hết nước mắt ở trên mặt đi. Lại nói, tại sao mình trông thấy Tiên cung kia lại không nhịn được mà khóc thế nhỉ? Cái Tiên cung bị hủy diệt kia là tông môn của Tam thập Tam thú thần tông à? Hay là cung điện của một thế lực nào khác? Ngư Kiều Kiều hỏi Han, Thư Hàng, lần này có thu hoạch được gì không? Tống Thư Hàng gật gật đầu với vẻ hài lòng, nói, à thì có, đã bổ sung xong công pháp mà ta đang tu luyện rồi, hơn nữa còn nắm giữ được một môn công pháp phụ trợ không tồi nữa. Nói xong, hắn đặt chiếc khăn mặt nóng xuống, sau đó lấy một miếng linh thú tinh của cá mập ra từ trong túi thu nhỏ một tấc của mình. Đôi mắt nhỏ xíu đáng yêu của ngư kiều kiều chấp chấp, công pháp phụ trợ của ngươi có liên quan đến viên linh thú tinh này sao? Linh thú tinh cũng rất nổi tiếng trong giới tu sĩ, linh lực ẩn chứa trong đó không nằm dưới linh thạch nhưng bởi vì kết cấu của nó khá đặc biệt, nên gần như không cách nào lấy được năng lượng ở trong đó ra cả. Tống thư Hàng gật gật đầu nói, đúng thế, tác dụng của công pháp phụ trợ này chính là hấp thu linh thú tinh. Tiểu Hòa Thượng và Ngư Kiều Kiều dán chặt mắt vào Tống thư Hàng, nhìn với vẻ hiếu kỳ, xem xem hắn định xài công pháp để dùng viên linh thú tinh này kiểu gì tống thư hàng nắm chặt miếng linh thú tinh loại cá mập này rất nhanh sau đó trên mặt hắn đã lộ ra vẻ xoắn suýt theo như mô tả về kinh thôn thuật trong truyền thừa thì sau khi vận chuyển kinh thôn thuật răng miệng của hắn sẽ biến thành có thể nhai vụn linh thú tinh dạ dày và hệ thống tiêu hóa của hắn có thể tiêu hóa sạch sẽ cả miếng linh thú tinh này đồng thời thông qua kinh thôn thuật còn có thể dẫn dắt năng lượng ở trong linh thú tinh đi vào trong đan điền một cách hoàn mỹ sau đó Linh lực ở trong linh thú tinh sẽ hòa tan vào trong đan điền, gia tăng tu vi của chân khí. Mà đạo sức mạnh bản nguyên linh thú kia sẽ dung nhập vào trong hình thái ban đầu của Ngụy Tiên Thiên Chân Khí. Sau khi ăn hết 33 loại linh thú tinh thì đạo hình thái ban đầu của Ngụy Tiên Thiên Chân Khí, đó sẽ lột xác, biến thành Ngụy Tiên Thiên Chân Khí ở trạng thái hoàn chỉnh. Vậy thì lại có vấn đề nữa rồi, ấy chính là phải ăn khối linh thú tinh này kiểu gì bây giờ? Ăn sống á? rắc chút muối, dưới chút xì dầu vào mà ăn, hay là phải chấm với đường đây? Thư hàng sư huynh đang làm gì thế? Tiểu hòa thượng hỏi với vẻ nghi hoặc. Ngư kiều kiều trầm giọng đáp lại, đừng nóng vội, nói không chừng là đang vận chuyển công pháp thần kỳ nào đó, để còn hấp thụ năng lượng ở trong linh thú tinh kia kìa. Tiểu hòa thượng gật gật đầu, trên mặt tràn ngập vẻ mong chờ. Sau đó, ở trong ánh nhìn chân chối của nó và ngư kiều kiều, tống thư hàng nắm chặt lấy miếng linh thú tinh, lau lau nó vài cái rồi cho vào trong miệng nhai rôm rốp tiểu hòa thượng ngư kiều kiều tống thư hàng đau quá đau quá đau muốn chết luôn răng như sắp gãy ra tới nơi rồi kinh thôn thuật này chỉ khiến hàm răng trở nên cứng hơn một chút thôi nhưng căn bản không thể nào cắn vỡ được viên linh thú tinh này tống thư hàng ôm miệng nhưng rất nhanh sau đó hắn liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra hắn mới vừa tiếp thu truyền thừa của kinh thôn thuật ở trong không gian truyền thừa mà thôi, với môn kỳ công này thì hắn tối đa cũng mới chỉ ở bước nhập môn. Muốn trực tiếp ăn, linh thú tinh, thì vẫn còn hơi sớm. Nhất định phải tu luyện môn, kinh thôn thuật này nhiều một chút, chỉ ít cũng phải luyện đến cảnh giới tiểu thành thì mới có thể ăn linh thú tinh này được nhỉ. Thế nhưng, tu luyện môn kỳ công này cũng không dễ chút nào. Lúc tu luyện vẫn phải luôn mồm nhai linh thú tinh. Mỗi ngày đều phải nghiến răng nghiến lợi nhai linh thú tinh, nếu bị mấy vị tiền bối không rõ thực hư chuyện này trông thấy thì nói không chừng sẽ tưởng rằng Tống Thư Hàng phát điên rồi cũng nên. Xem ra, chỉ có thể chơi chiêu mà thôi, con người Tống Thư Hàng khẽ động đi thôi, chúng ta đi tìm diệt phượng tiền bối. Ngư Kiều Kiều và Tiểu Hòa Thượng cùng chừng mắt lên nhìn, vẻ mặt đều ngơ ngác. Diệt phượng công tử đã kết thúc đả tỏa tu luyện, mở to mắt ra. Một ngày mới lại bắt đầu, hắn vươn vai một cái, mỗi ngày được quyết định nhờ buổi sáng, hắn thích nhất là sáng sớm tươi đẹp thế này đây. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Diệt Phượng công tử nói. Cửa phòng bị mở ra, Tống Thư Hàng, Tiểu Hòa Thượng và Ngư Kiều Kiều vội vàng xông thẳng vào trong phòng. Diệt Phượng công tử nhìn cả ba người với vẻ nghi hoặc tìm ta có chuyện gì à? Tống Thư Hàng đáp lại ngay lập tức, Diệt Phượng tiền bối, Ngươi lại thi triển hoán đổi cơ thể với ta một lần nữa có được không? Diệt Phượng công tử mở to hai mắt ra nhìn, để làm gì chứ? Ta muốn mượn CPU của tiền bối ngài dùng một chút, giúp ta chạy thử một chương trình ấy mà. Tống thư hàng đáp lời. Diệt Phượng công tử, nói tiếng người đi. Mượn cơ thể của tiền bối ngài để luyện một loại công pháp, loại công pháp này rất hữu dụng với ta. Tống thư hàng thành thật trả lời. Khóe miệng Diệt Phượng công tử giật giật nhưng đến cuối cùng, diệt phượng công tử vẫn thi triển năng lực thiên phú, hoán đổi thân thể kia, lần cuối cùng đấy nhá. Đừng có suốt ngày muốn chiếm tiện nghi của ta như thế nữa. Diệt phượng tiền bối ngài quả là yêu quái tuyệt nhất thế gian. Tống Thư Hàng rất đối cảm kích, có điều, lần sau ta có thể trả phí cho tiền bối để mượn cơ thể ngài dùng được không? Diệt phượng công tử, phắn qua chỗ khác chơi. Xem ra không còn hy vọng gì nữa rồi, thật là đáng tiếc quá đi mất mà ta phải nói rõ với người trước đây nhé, lần này chúng ta tính là giao dịch công bằng. Đối với ta mà nói, quá trình trao đổi ý thức này cũng là một kiểu tu luyện đấy. Diệt Phượng Công Tử nói. Trong lúc nói chuyện, hắn tháo mắt kính xuống, đồng tử yêu dị nhắm thẳng vào mắt Tống Thư Hàng, chỉ trong một khắc ý thức của hai người đã chuyển đổi cho nhau. Cái cảm giác chậm nhịp ba giây quen thuộc này lại đến rồi. Thời gian không có nhiều, Tống Thư Hàng vội vàng mượn cơ thể của Diệt Phượng Công Tử bắt đầu tu luyện, kình thôn thuật. Cũng giống như lần trước khi luyện, nghịch lân đao pháp, sau khi Tống Thư Hàng tu luyện, kình thôn thuật, bốn lần, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên sinh ra hàng trăm linh cảm, hơn 70% là loại như pháp thuật, thôn phệ, kiến thức cơ bản của pháp thuật cường hóa giang lợi xem ra Diệt Phượng Công Tử rất biết tìm tòi học hỏi về việc làm sao tu luyện một hàm giang khỏe là lĩnh ngộ ra được từ mấy cuộc đại chiến với đậu đậu trước khi hóa hình à. Kinh thôn thuật chỉ là một công pháp phụ trợ có cấp bậc nhị phẩm, với tu vi của đại yêu ngũ phẩm như Diệt Phượng tiền bối đây thì tu luyện cái này dễ như ăn gỏi vậy. Mà ở một bên, ý thức của Diệt Phượng công tử đang thâm nhập vào trong cơ thể của Tống thư hàng. Năng lực thiên phú này của hắn có thể để ý thức của mình cưỡng chế xâm nhập vào người khác, giống như xưa kia hắn khống chế cơ thể của Đậu Đậu, kêu lên, Hoàng Sơn đại nhân là trung quyển của ta, vậy hoặc là trực tiếp kéo ý thức của người khác vào trong cơ thể mình, giống như trước kia hắn kéo ý thức của Tống Thư Hàng vào, khống chế cơ thể của mình. Hoặc là như bây giờ, hai bên hoán đổi ý thức cho nhau. Lúc Tống Thư Hàng mượn cơ thể của Diệt Phượng Công Tử để tu luyện, kinh thôn thuật và tam thập tam thú Thiên thiên nhất khí công, thì Diệt Phượng Công Tử cũng mượn cơ thể của Tống Thư Hàng để tu luyện thiên phú, hoán đổi ý thức này của hắn. Dưới điều kiện hai bên đều đồng ý hoán đổi, có thể khiến cho việc tôi luyện được năng lực thiên phú của mình diệt phượng công tử làm chơi mà ăn thật chỉ có điều nói là giao dịch công bằng nhưng trên thực tế là diệt phượng công tử thấy nể mặt của đậu đậu nên mới cho tống thư hàng được lợi một lần cuối cùng thực cho là ai cũng có thể xài cái cái cpu ngon lành cành đào của hắn à sau khi diệt phượng công tử giải trừ thiên phú hoán đổi ý thức của mình đi kinh thôn thuật của tống thư hàng cũng đã tu luyện đến cảnh giới đại thành luôn rồi hắn lại lấy viên linh thú tinh của cá mập kia ra một lần nữa lau lau sau đó thư hàng lại cất tiếng hỏi có ai có sốt cà chua không chỗ ta có đây tiểu hòa thượng đưa một phần sốt cà chua đo đỏ còn có hai cái bánh bao trắng ta vừa mới đả tọa xong còn chưa kịp ăn bữa sáng nữa tống thư hàng cảm ơn tiểu quả quả sau đó hắn dưới sốt cà chua lên trên linh thú tinh lại vận chuyển kinh thôn thuật một lần nữa lần này sau khi vận chuyển kình thôn thuật xong, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy răng mình trở nên cứng rắn như thần binh. Bây giờ mà hắn đi biểu diễn, dùng răng cắn đao thép, thì bảo đảm không có vấn đề gì. Về sau, nếu mà không làm ăn được gì thì hắn có thể ra đường diễn siếc hay ảo thuật để kiếm cơm. Miệng hắn nhai rôm rốp. Những linh thú tinh rắn đanh cứ như thế bị hắn cắn vỡ ra. Nhai rồi lại nhai. Nuốt xuống đánh, ực, một cái. Mùi vị hơi kỳ kỳ, còn có mùi cá nữa." Tống thư hàng lẩm bẩm. "Tiểu Hòa thượng, ăn được thật rồi kìa. Ngư Kiều Kiều, trông có vẻ lợi hại thật đấy." Diệt Phượng công tử, cái thứ này ăn vào có tiêu hóa được không đấy?" Y ta muốn nói, nếu như không tiêu hóa được linh thú tinh đã bị nghiền vụn thì liệu có bị tiêu chảy không. Tống thư hàng chỉ biết câm nín một lúc rồi lại nói, "Diệt Phượng tiền bối à, lúc ăn cơm có thể đừng nói mấy chuyện gớm như thế được không?" diệt phượng công tử. Trong lúc nói chuyện, Tống Thư Hàng nhai đi nhai lại miếng linh thú tinh rồi nuốt xuống. Miếng linh thú tinh của cá mập này là do linh thú giống cá mập tam phẩm ngưng tụ lại mà thành, tương đương với linh lực của một miếng linh thạch tam phẩm. Đối với Tống Thư Hàng mà nói, linh lực hàm chứa trong miếng linh thú tinh này hơi cao một chút. Trong đan điền truyền đến một cảm giác bị căng cứng như sắp vỡ tung. Cũng may đan điền của hắn đã trải qua, xúc khí khoát chân pháp của bạch tôn giả, cho nên dung lượng của đan điền to gấp mấy lần của tu sĩ nhị phẩm bình thường. Tống Thư Hàng không dám khinh suất, vội vàng đả tỏa ngay tại chỗ, nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, không ngừng, dẫn dắt lượng linh lực khổng lồ kia rót vào đan điền. Lại dẫn dắt đạo chân khí bản nguyên của cá mập trong linh thú tinh rót vào vào trong hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí. chương 492, người sai không phải là ta mà là cả cái thế gian này thư hàng sư huynh bị sao thế? Diệt phượng công tử, ăn nhiều quá nên bị trướng bụng thì phải. Cho nên, trên thế gian này có một số thứ không thể ăn linh tinh được đâu. Ngư Kiều Kiều nói thêm. Tiểu hòa thượng gật lấy gật để mặc dù cái hiểu cái không. Nửa tiếng sau, Tống Thư Hàng mệt mỏi mở mắt ra, trong mắt hắn lóe lên tia sáng màu xanh. Thật vất vả lắm mới có thể chuyển hóa hết toàn bộ linh lực trong linh thú tinh kia thành chân khí. Lúc này, Toàn bộ khí hải đan điền và long vĩ đan điền của hắn đều căng phình lên, căng đầy, hắn có cảm giác nếu thêm một chút chân khí nữa sẽ phát nổ ra mất. Bên cạnh hình thái ban đầu của Tiên Thiên Chân Khí, lại có thêm một đạo hư ảnh của linh thú cá mập, đồng thời trên hình thái ban đầu của Tiên Thiên Chân Khí lại có thêm một đạo linh văn. Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng cảm giác được nguy tâm của mình cũng đang từ từ căng lên. Đó chính là tinh thần lực của hắn, nhờ có linh thú tinh nên cũng tăng vọt lên. Vốn tinh thần lực của Tống Thư Hàng đã cường đại hơn của tu sĩ nhị phẩm bình thường một chút rồi, bây giờ tinh thần lực lại tăng vọt như thế, lại có cảm giác như căng phình lên tới mức sắp nổ tung. Tinh thần lực đã gần đến điểm cực hạn mà cơ thể có thể chịu được rồi. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng trong mắt hắn lại phát ra những tia sáng màu xanh. Đây là đại biểu cho tinh thần lực tăng vọt, có phần không thể khống chế được. Thể chất Chân khí và tinh thần lực của tu sĩ đều có liên quan đến nhau. Thể chất lớn mạnh như thế nào thì mới có thể dung nạp được chân khí và tinh thần lực lớn như thế ấy. Mà trình độ cường đại của tinh thần lực lại đại biểu cho trình độ khống chế chân khí. Tinh thần lực càng mạnh mẽ, khả năng khống chế linh lực và chân khí càng tinh tế thì sẽ không tạo ra những lãng phí không cần thiết. Mà bây giờ bởi vì gần đây tốc độ tấn cấp của tống thư hàng quá nhanh cho nên chân khí và tinh thần lực đều đã sắp đạt đến điểm cực hạn rồi thể chất dường như lại ẩn ẩn không theo kịp kéo toàn bộ tu vi của hắn tụt lại tình huống này nếu như tu sĩ bình thường biết thì sẽ ngưỡng mộ đố kỵ hận chết mất lúc tu luyện thì phải bước chắc từng bước một tiểu cảnh giới cũng có thể phải mất thời gian những mấy năm để đột phá thể chất của bọn họ vĩnh viễn đều mạnh hơn chân khí linh lực và tinh thần lực ở trong cơ thể Dường như không có bao nhiêu tu sĩ sẽ cảm thấy phiền não vì chân khí và tinh thần lực trong cơ thể quá mạnh. Cho nên, trạng thái bây giờ của Tống thư Hàng có thể nói là một loại phiền não của hạnh phúc đấy. Tống thư Hàng lấy một bình thối thể dịch ra, uống vào cái ực. Hiệu quả tăng cường thể chất của thối thể dịch đối với hắn đã chẳng còn được bao nhiêu. Nhưng dù sao thì cũng còn không ít nên hắn cứ uống như thuốc bổ cũng được nhất định phải tăng cường rèn luyện quyền pháp và đao pháp để thể chất mạnh thêm nữa mới được. Dù nó phiền não kiểu hạnh phúc đi nữa thì nó cũng vẫn là phiền não. Nếu như thể chất của hắn lại không theo kịp, đợi tới khi chân khí và tinh thần lực của hắn lại tăng vọt thêm nữa. Sẽ nổ banh xác mà chết mất, nghe thấy sợ chưa? Thật sự sẽ nổ banh xác luôn đó. Ơ, ờ, diệt phượng tiền bối và tiểu hòa thượng đâu rồi? Sau khi thu công, Tống Thư Hàng phát hiện trong phòng chỉ còn lại có mỗi mình Ngư Kiều Kiều đang ngồi trên vai hắn, cô cũng đang đả tọa tu luyện. Hai người bọn họ đi thẩm vấn con hắc mã tinh và tên mặc áo đen kia rồi. "Ta ở lại đây coi chừng ngươi." Ngư Kiều Kiều dịu giọng nói. Trước khi yêu tu hóa hình, thì quá trình tu luyện còn gian khổ hơn tu sĩ nhân loại gấp mấy lần. Cho nên Ngư Kiều Kiều cũng không muốn lãng phí thời gian, bèn ngồi trên vai Tống Thư Hàng ăn kẽ ngộ đạo thạch. Nhờ có tác dụng của ngộ đạo thạch Cô mới có thể đuổi kịp tốc độ của tu sĩ nhân loại. Vậy thì chúng ta cũng qua đó xem thử đi." Tống thư hàng nhảy dựng lên, chạy về phía phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, tên mặc áo đen vẫn đang bị treo lên, Diệt Phượng công tử không dùng hình tra khảo với hắn, chỉ để tiểu hòa thượng ngồi ở trước mặt hắn, bắt đầu tụng kinh. Đồng thời, Diệt Phượng công tử cũng dặn dò tiểu hòa thượng, bắt đầu từ hôm nay, trước khi vào trong địa bàn hoa hạ, thì công khóa sáng sớm và buổi tối mỗi ngày đều phải thực hiện trước mặt của tên mặc áo đen này. Cái này gọi là độ hóa ác nhân. Tiểu hòa thượng hân hoan tiếp nhận nhiệm vụ này, độ hóa ác nhân gì gì đó, cảm giác cực kỳ có phong phạm cao tăng, tiểu hòa thượng rất thích. Nó đã tụng kinh cho tên mặc áo đen này nghe cả nửa tiếng đồng hồ rồi, khí thế bừng bừng. Với trạng thái bây giờ của nó thì có tụng kinh cả buổi sáng cũng không vấn đề gì diệt phượng công tử bày ra một kết giới cách âm ở bên cạnh đang điên cuồng đánh con hắc mã tinh kia con hắc mã tinh bị đánh đến nỗi liên tục kêu gào thảm thiết sau khi diệt phượng công tử đánh mệt thì lại ngồi xuống nghỉ tay một lúc vị đạo hữu này ngươi rốt cuộc muốn lão mã ta phải thế nào đây hả ngươi nói thẳng một câu cho ta nghe xem nào viên mắt của hắc mã tinh đã ươn ướt sau khi diệt phượng công tử vào phòng không ư hử một câu nào cứ thế cầm roi hung hăng đánh hắn tối tăm mặt mày. Cũng chẳng bức hỏi hắn điều gì, cũng chẳng nói muốn hắn làm gì, cứ hung hăng đánh một trận. Hắc mã tinh hỏi với vẻ đau đớn khôn cùng, lão mã ta biết sai rồi được chưa? Ta không cần thông nương nữa, ta cũng sẽ không đến quấy giày vị tiểu bằng hữu của ngươi nữa, thế đã được chưa? Ừ, diệt phượng công tử uống một ngụm nước cho thông cổ họng, sau đó cầm lấy cái sợi dây cho yêu, lại hung hăng quất hắc mã tinh một trận hắc mã tinh lại liên tục kêu lên thảm thiết, trên người xuất hiện vô số vết thương. Đạo hữu đừng mà, a a a, dừng lại đi, a a a, dừng lại đi mà, cầu xin ngươi nói thẳng cho ta biết đi mà, a a a. Cho dù là muốn ta bồi thường thế nào cũng được hết. Hắc mã tinh bật khóc. Ờ, cái vụ bồi thương thì ta vẫn chưa nghĩ ra nên đòi thứ gì nữa. Diệt phượng công tử dừng tay, lại uống một hớp trà. Hắc mã tinh nổi giận, vậy tại sao ngươi cứ đánh ta như thế? Bởi vì ngươi là một con ngựa đực, Diệt Phượng Công Tử thản nhiên nói. Hắc mã tinh ngẩn người, cái gì cơ? Diệt Phượng Công Tử đầy đầy mắt kính, trên mắt kính phát ra ánh sáng tàn khốc, ngựa đực là thứ đáng ghét nhất, trên thế gian này vốn số lượng yêu tinh đã ít lắm rồi. Theo thống kê của Liên minh yêu tộc lần trước thì trong giới tu chân ngày nay, số lượng nam yêu đã nhiều gấp 5 lần số lượng nữ yêu. Nói cách khác, cứ trong năm nam yêu thì bốn người trong đó được định sẵn là không thể lấy được nữ yêu rồi. Dưới tình hình như thế, ngươi lại còn dám là một con ngựa đực. Lẽ nào ngươi không biết rằng thêm một tên ngựa đực như ngươi là lại mất đi một nữ yêu, như thế sẽ khiến cho bốn nam yêu không cưới được vợ đấy, ngươi hiểu chưa hả? Hắc Mã tinh nghiêng đầu, cho nên đổ lỗi lên đầu ta sao? Diệt Phượng công tử, lại hung hăng quất một trận chát 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 tiếng kêu thảm thiết của con hắc mã tinh kia lại vang lên một lần nữa vô cùng thê thảm cũng đâu phải lỗi của ta đâu hắc mã tinh tức giận ta là ngựa được thì sai à ta vốn là một con ngựa được thành tinh cho nên ta có ngựa được thì cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa cơ mà cho nên ta không có sai gì hết mà sai là cái thế gian tàn khốc này đây cái thế gian nam nhiều nữ ít này mới là nguồn gốc của mọi tội lỗi diệt phượng công tử ngẩn người cảm thấy hắc mã tinh nói cũng có lý lắm sau đó, hắn lại đánh còn dữ hơn nữa. Lúc Tống Thư Hàng và Ngư Kiều Kiều bước vào trong phòng thẩm vấn, vừa hay trông thấy cảnh diệt phượng công tử đang hung hăng cầm roi quất hắc mã tinh. Hai người đồng loạt dùng mình một cái. Đôi mắt sáng rực của Tống Thư Hàng và đôi mắt nho nhỏ dễ thương của Ngư Kiều Kiều liếc nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu nhủ thầm, sau này tuyệt đối không được chọc diệt phượng công tử nổi cơn tam bành. Đáng sợ quá đi mất, Tống Thư Hàng và Ngư Kiều Kiều đi đến trước mặt tên mặc áo đen trước tiên. Tên mặc áo đen uể oải ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tống Thư Hàng một cái, hai mắt hắn đờ đẫn, không có tiêu cự. Có điều, sau khi nhìn thấy Tống Thư Hàng thì trên mặt hắn lại lộ ra vẻ đắc ý. Tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi cho rằng cứ tụng kinh Phật như thế này thì có thể hủy diệt ý chí của ta hay sao? Ngươi ngây thơ quá rồi đấy, ý chí của ta kiên cường hơn cả sắt thép trước khi ngươi giải khai pháp thuật bử trong chân khí bản nguyên trên người ta thì ngươi đừng có hỏng lấy được tin tức gì từ trong miệng ta. Giọng nói của tên mặc áo đen khàn khàn. Tống Thư Hàng nhìn thật sâu vào trong mắt tên mặc áo đen kia, sau một khắc, hắn đọc ra được một dãy mật mã yêu khuyển 43. Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng quay người đi về phía con hắc mã tinh bên kia. Tên mặc áo đen kia ngu người, trên mặt hắn lộ ra vẻ không dám tin. Không thể nào, điều này không thể nào. tại sao người có thể biết được mật mã này chứ? tên mặc áo đen giận dữ gầm lên, cả người điên cuồng quay mạnh như cánh quạt điện. tại sao đối phương lại biết mật mã này được cơ chứ? nếu như mật mã này đã bị đối phương biết, chẳng phải đồng nghĩa với việc bí mật trên dây xích vàng cũng đã bị phá giải hay sao? vậy thì coi như hắn đã mất sạch vốn liếng để mà thương lượng với đối phương rồi còn đâu? thí chủ không được vì tiện nổi giận ngươi đừng vì trong lòng nóng vội mà tùy tiện nổi giận bởi vì tức giận chỉ để lại sự ngu muội trong lòng con người mà thôi tiểu hòa thượng nói với vẻ nghiêm túc ngu muội cái con mẹ nhà ngươi hơn nữa đây cũng chẳng phải là nội dung ở trong kinh phật đây là lời dạy ở trong kinh thánh phương tây nhá tên mặc áo đen điên cuồng hét lên ố thế à xin lỗi thí chủ gần đây ta đang tìm hiểu tất cả các kiệt tác của những tôn giáo nổi tiếng trên thế giới cho nên bị nhớ lộn chút xíu nhưng mà tuy không phải là kinh phật nhưng lời này nói ra cũng có đạo lý lắm nhé con người bất cứ lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh mới được tức giận hại thân lắm tiểu hòa thượng nghiêm túc nói thằng nhãi con chết tiệt người đi chết đi tên khốn nhà ngươi rốt cuộc ngươi lấy được mật mã từ chỗ nào hả chết tiệt ông đệch vào mặt nhà mày tên mặc áo đen lại giận dữ gầm lên lần nữa mắng chửi người là không đúng đâu thí chủ nếu như thí chủ còn tiếp tục mắng chửi người khác thì tiểu tăng sẽ thi triển kim cang đấy. Tiểu hòa thượng nhíu mày lại, nói. Địch 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 địch, địch con mợ ngươi, địch cả nhà ngươi, ý chí gì đó mà tên mặc áo đen vẫn lấy làm kiêu ngạo nay đã tan thành mây khói hết cả. Tiểu hòa thượng đứng lên, vỗ vỗ lên trên người tên mặc áo đen, để hắn quay tròn. Quay tròn cực nhanh, còn nhanh hơn cả khi cánh quạt điện quay với tốc độ mạnh nhất. Ư ừ, ư ư, tiếng chửi của tên mặc áo đen đều biến thành một tràng tiếng kêu ư ư. Ở một bên khác, Tống thư hàng đến bên cạnh Hắc Mã Tinh và Diệt Phượng công tử. Lúc này, hai mắt con Hắc Mã Tinh rực sáng, lập tức kêu gào oai oái: "Tiểu đạo hữu ơi, xin hãy cứu mạng. Lão Mã ta không bao giờ dám nhòm ngó thông nương nữa, về sau tiểu đạo hữu ngươi xuất hiện chỗ nào thì lão Mã ta sẽ tránh xa mười dặm. A, a a a, còn nữa, tiểu đạo hữu, lão Mã lại bồi thường long mã cho ngươi, cầu xin ngươi hãy cứu lấy ta." Diệt Phượng công tử cười lạnh, sợi dây chó yêu kia lại quất nhanh như gió. Long Mã Á, Tống Thư Hàng chớp chớp mắt. A a a, nói gì thì lão Mã ta cũng là vua trong các loài ngựa, trong tay thống lĩnh một đám mã yêu. Trong đó, có một con long mã có huyết mạch giao long, một ngày có thể phi được nửa hoa hạ, trông cực kỳ oách luôn. Hắc Mã Tinh lớn tiếng gào. Tống Thư Hàng nhún nhún vai, thật đáng tiếc, ta có thứ khác oách hơn rồi. Hắn đã giao dịch với phủ chủ thất sinh phủ lấy con rối ngân long kia rồi, cực kỳ oách, lại còn có thể phi hành với tốc độ siêu thanh. Nếu như tòa kỵ thì chỉ cần có con rối ngân long này là đủ rồi. Vậy thì ngươi muốn cái gì? Muốn ta bồi thường cái gì cũng được, chỉ ít cũng phải nói một tiếng cho ta biết chứ. Đừng có đánh ta nữa mà, sẽ chết ngựa đấy. Con ngựa được thành tinh hét lớn lên. Đây quả thực là tiết tấu, đến nện ta đi, đến nện ta đi, đây mà. chương 493, Long Mã không phải là ngựa vậy thì chúng ta ngồi xuống tâm sự mỏng một chút về chuyện bồi thường đi vậy. Tống Thư Hàng ngồi xuống, ngẫm nghĩ những thứ mình cần gấp bây giờ là gì? Người có linh thú tinh không? Có, có chứ, cái thứ này ta có nhiều lắm. Hắc Mã Tinh trả lời lại ngay lập tức. Hắn ngoài thân phận là một con ngựa được đã thành tinh ra thì còn là một con ngựa vua. Ngoài việc có trong tay rất nhiều mã yêu ra thì hắn còn có rất nhiều linh thú hệ ngựa, linh thú hệ lửa và linh thú lạc đà nữa. Các loại linh thú này, sau một khoảng thời gian dài cũng thích góp được không ít linh thú tinh. Lại thêm việc linh thú tinh không cách nào hấp thu sử dụng được như linh thạch, cho nên chỉ có thể thích ngày càng nhiều. Người có những loại nào? Tống Thư Hàng dò hỏi. Có của loài ngựa, loài lừa, còn có của các loại lạc đàn nữa. Chỉ có ba loại này thôi, nhưng số lượng mà ta có thì nhiều lắm. Trên mặt ngựa của con hắc mã tinh cố tuyết ra cười nham nhở. Vậy thì lấy cho ta mỗi loại một tá đi nhé, Tống Thư Hàng nói hắn đã có linh thú tinh của loài ngựa rồi, còn của loài lừa với lạc đà thì đúng lúc còn đang thiếu. Chỉ có điều, dù sao thì kinh thôn thuật của hắn cũng không phải chỉ có thể nuốt một viên linh thú tinh của 33 loại linh thú, hắn có thể không ngừng thôn về các loại linh thú tinh đó giống như dùng linh thạch vậy. Không thành vấn đề, mỗi loại đều lấy một tá cho ngươi, tuy không biết cụ thể một tá là bao nhiêu, nhưng với số lượng hàng tồn của hắc mã tinh thì mỗi loại đều có thể lấy ra 200 viên trở lên đương nhiên là hắn sẽ không ngu si đi lấy ra nhiều như thế rồi, tối đa thì mỗi loại cũng chỉ lấy ra 100 miếng thôi. Cái thứ này này tuy chỉ có thể để đấy ngắm chơi cho vui, lại cũng chẳng thể ăn được nhưng lại phát ra ánh sáng lấp lánh, lại còn ngập tràn linh khí, chỉ nhìn thôi cũng thấy dễ chịu. Vậy thì cứ quyết định như thế nhé, Tống Thư Hàng gật gật đầu. Hắc mã tinh sừng sốt, sau đó nó nói với vẻ kích động, thứ mà tiểu đạo hữu cần bồi thường chỉ có thế thôi hà. Ừm, ta chỉ cần linh thú tinh là được rồi. Tống Thư Hàng đáp lại. Nhất thời, vành mắt của hắc mã tinh lại đã ươn ướt, người tương đương người quả là một người tốt. Ha ha, Tống Thư Hàng cười ngượng ngùng, lại quay sang nói với Diệt Phượng công tử, còn mấy mục bồi thường khác thì cứ hãy do Diệt Phượng tiền bối ngài nói nhé. Ta không dành lắm về các loại bảo vật trong giới tu sĩ, mà hơn nữa, con hắc mã tinh này là do Diệt Phượng tiền bối ngài bắt được mà. Cũng đúng ha, vậy tiếp sau đây đến lượt ta diệt phượng công tử đầy đầy mắt kính ánh sáng trí tuệ lại lóe lên liên tục từ đủ mọi góc độ hắc mã tinh lập tức đổ mồ hôi lạnh như mưa diệt phượng công tử ngồi xuống trước mặt hắc mã tinh gác đôi chân thon dài lên thiên lý quả chắc là có đấy nhỉ thiên lý quả một loại linh quả có thể làm cường hóa đôi chân và tăng cường thân pháp của tu sĩ thường sống ký sinh với linh thú hoặc yêu thú loài ngựa có một ít hắc mã tinh đáp đối với yêu thú và linh thú loài ngựa mà nói thì thiên lý quả cũng là một thứ rất quan trọng. Thế lấy một tấn đi nhé, diệt phượng công tử đẩy đẩy mắt kính. Người giết chết ta luôn cho rồi, hắc mã tinh mắt trợn trắng lên, người nghĩ linh quả là cái gì hả, là táo hà, tính số lượng bằng tấn à. Diệt phượng công tử vung mạnh dây cho yêu, hung hăng quất chát 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 một trận. Hắc mã tinh liên tục kêu lên thảm thiết. Khóe mắt tống thư hàng co giật, hắn cảm thấy diệt phượng công tử hoàn toàn là đang tìm đủ mọi cớ để được đánh hắc mã tinh mà thôi. Mười quả, cao lắm ta chỉ có thể lấy ra được mười quả mà thôi. Hắc mã tinh hét lớn, nếu đòi thêm nữa thì người có giết ta, ta cũng không móc ra được đâu. Diệt phượng công tử, được thôi, mười quả thì mười quả. Nói dứt lời, hắn lại quay đầu về phía tống thư hàng nói, mười quả thiên lý quả, nhớ cho kỹ nhé. Loại này mà ăn sống thì có thể tăng cường lực lượng cho đôi chân của tu sĩ, cũng có tác dụng tốt cho việc tăng cường thân pháp nữa. Đến lúc đó chúng ta chia nhau 5 năm. Cảm ơn tiền bối, Tống Thư Hàng lôi điện thoại di động của mình ra, nốt lại. Tiếp theo, Linh Thú Long Mã, lấy hai con. Diệt Phượng Công Tử nói tiếp. Hắc Mã Tinh nghiến răng, được. Cả hai con đều phải là ngựa màu trắng, đừng có mà là ngựa đen tuyền hoặc là ngựa vằn đấy nhá nếu như là nòi giống của ngươi đẻ ra thì ta sẽ cảm thấy buồn nôn lắm. Diệt phượng công tử bổ sung. Hắc mã tinh lại nghiến răng ken két, phát ra tiếng, được giữa hai hàm răng. Cuối cùng diệt phượng công tử nói, còn các loại khác thì, xem bộ dạng nghèo rất mồng tơi của ngươi thì chắc cũng chẳng đào đâu ra mấy thứ đồ tốt. Thôi thì lấy 10.000 viên linh thạch ngũ phẩm là được rồi. Hai mắt hắc mã tinh lại trợn trắng, giống như mắt cá chết vậy, muốn mạng thì có một cái đây này, Muốn linh thạch ấy à? Không có. Khóe mắt Diệt Phượng công giật một cái, lại cầm sợi dây chó yêu lên, hung hăng quất một trận nữa. Hắc Mã Tinh liên tục kêu lên thảm thiết, ta không có linh thạch. Thật sự không có đâu mà, có bao nhiêu linh thạch thì đã dùng hết ngay lập tức rồi. Bộ tộc của ta lớn như thế, lấy đâu ra linh thạch thừa chứ? Còn nghèo mặt dẹp hơn cả trong tưởng tượng của ta nữa. Diệt Phượng công tử bất mãn thu dây chó yêu lại, liên lạc với thuộc hạ của ngươi đi chuyển hàng đến bến tàu hoa hạ đến lúc đó chúng ta một tay giao hàng một tay giao người trả điện thoại lại cho ta ta gọi một cuộc hắc mã tinh nghiến răng nói tống thư hàng chớp chớp mắt thuộc hạ của hắc mã tinh chắc đều là ngựa cả nhỉ dường như ngoài hắc mã tinh ra thì không có con ngựa nào đạt tới cảnh giới ngũ phẩm hóa hình nhỉ đến lúc đó thì bọn chúng nghe điện thoại kiểu gì đây ta lấy móng ngựa để ấn nút nghe à xong rồi Vậy là đã xử lý xong con hắc mã tinh này, diệt phượng công tử chỉ tay về phía tên mặc áo đen vẫn còn đang kêu gào, địch mợ, địch mợ kia, nói tên này xử lý thế nào đây? Tống Thư Hàng đáp lại, đợi sau khi về đến Hoa Hạ thì nghĩ cách gửi hắn đến chỗ dược sư tiền bối đi vậy. Sau đó đợi Bạch Tôn giả quay về thì xử lý hắn sau. Chỗ dược sư á, vậy thì đến lúc đó cứ giao cho ta đi, vừa hay ta phải đến chỗ dược sư một chuyến, muốn nhờ hắn luyện giúp cho ta một loại đan, Diệt Phượng công tử nói. Vậy lại phải làm phiền Diệt Phượng tiền bối nữa rồi. Không cần phải khách khí, chỉ là tiện đường thôi. Diệt Phượng công tử đẩy đẩy mắt kính, mắt kính phát ra ánh sáng tàn khốc. Tên mặc áo đen vẫn đang mắng chửi người khác kia bỗng cảm thấy toàn thân phát lạnh, tiếng mắng chửi cũng ngừng hẳn lại. Hai ngày sau, thứ năm, trời nắng, bạch kinh đao khách. Bạch kinh đao khách là đạo hiệu của Tống Thư Hàng ngày hôm nay chiếc du thuyền sang trọng của phủ chủ thất sinh phù đã cập bến cảng thành phố Tăng Hải của Hoa Hạ. Tống Thư Hàng vốn còn định để cho du thuyền trực tiếp cập bến cảng thành phố Văn Châu nhưng mà đám thuộc hạ của con hắc mã tinh kia đều tập hợp ở trong thành phố Tăng Hải nên đành để du thuyền cập bến Tăng Hải. Ta trở về Hoa Hạ rồi, chúng ta đã trở về rồi. Sau khi tất cả hành khách ở trên thuyền đi xuống, thì khuôn mặt ai cũng đầy vẻ kích động. Có người còn tụng lại cùng khóc giấm dứt với nhau. Nhiều người ở bên đều dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn kỳ quái nhìn mấy hành khách này. Sau đó, nhóm hành khách này lại từ biệt nhau, chia ra các ngã khác nhau. Thông qua đủ loại phương tiện giao thông, bọn họ tranh thủ quay về nhà trước. Mấy người Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba chuẩn bị đi đến sân bay trước, xem xem có chuyến bay nào về nhà hay không. "Thư Hàng, mày không quay về cùng bọn tao à?" Cao Mỗ Mỗ hỏi. Tống Thư Hàng cười đáp, "Tao phải đi xử lý chút chuyện với bạn." không sao hết, không phải lo lắng cho tao đâu. Đợi sau khi về nhà bọn mình liên lạc qua điện thoại cũng được. Diệt phượng công tử đứng bên cạnh hắn lộ ra nụ cười đầy thiện ý với mấy người cao mỗ mỗ. Vậy mày phải chú ý an toàn đấy nhé. Cao mỗ mỗ vẫy vẫy tay, nói. Tống thư hàng vẫn còn việc phải làm, cho nên mấy người cao mỗ mỗ lại đi về phía sân bay trước. Trên đường, cao mỗ mỗ lại lên tiếng hỏi, à mà này, người bạn đứng bên cạnh tống thư hàng là ai thế nhỉ? Bọn mày đã ai gặp qua chưa? Thổ Ba, chưa gặp bao giờ, nhưng bạn của thư hàng có nhiều kiểu lắm, ngay cả cái ông đảo chủ kia cũng là bạn của nó mà. Chẳng hiểu hai người bọn họ làm bạn với nhau kiểu gì nữa. Gia Cát Nguyệt, các cậu có cảm thấy vừa nãy cái người bạn đứng ở bên cạnh tống thư hàng lúc nãy trông dễ thương chết đi được không? Tôi chỉ muốn chạy lên sờ sờ anh ấy một cái thôi. Cao mỗ mỗ. Thổ Ba, đáng yêu á? Có thế quái nào được hắn hoàn toàn không cách nào liên hệ được hai chữ, đáng yêu, với cái sinh vật có hình người đeo một cái kính đen, trên kính thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng trí tuệ kia chút nào. Các cậu thật là chẳng có gu thưởng thức tí nào hết. Rõ ràng là khiến người ta có cảm giác rất là dễ xương nhá. Gia Cát Nguyệt lẩm bẩm. Tư mã giang khiêng cái thùng lớn, nói với Tống Thư Hàng, vậy thì bạn học Thư Hàng này, tôi cũng phải đi trước đây tôi còn phải liên hệ với công ty chuyển phát nhanh phong thu để giao món hàng chuyển phát nhanh này đến tay của khách hàng nữa. Bên cạnh hắn còn có hai vị đệ tử của sở gia, cũng đang định quay về cùng với tư mã Giang. Tiểu Giang, đừng vội, Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay, anh đợi tôi một chút, tôi có quen biết với vị lão nhân gia của sở gia, đúng lúc tôi cũng có chuyện phải đi tìm ông ấy. Đợi một chút rồi chúng ta cùng đi luôn thể. Được, Tư Mã Giang gật gật đầu, có thể đi chung với Tống thư hàng cũng tiện bề bồi đắp tình cảm của hai bên. Vậy tiểu Giang này, anh ở đây đợi tôi một chút. Tôi và bạn tôi đi lấy đồ, một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát." Tống thư hàng cười nói. Tống thư hàng và Diệt Phượng công tử đi vào trong một kho hàng ở bến tàu. Ở trong đó có mấy người đàn ông mặc vest đen, mặt mày lạnh tanh đứng trông giữ kho hàng. Trời nóng như thế này, thấy bọn họ mặc như thế cũng thấy nóng muốn chảy hết cả mỡ ơ, là con người à?" Tống thư hàng nói. Hắn còn tưởng thuộc hạ dưới trướng của Hắc Mã Tinh sẽ chỉ là loài ngựa thôi. Diệt Phượng công tử nhấc hai cái dương lớn, lên tiếng hỏi, "Hàng đều ở đây à?" "Đúng thế, đều ở đó cả, xin ngài kiểm tra lại hàng." Một tên mặc áo đen mở mấy cái dương gỗ ra. Đầu tiên là 300 viên linh thú tinh của các loại ngựa, lừa, lạc đà. Tất cả đều được chọn lựa kỹ càng, đều là linh thú tinh mà linh thú cấp nhị phẩm thai ngén ra chỉ có trong loại lạc đà là có lẫn mấy viên linh thú tinh của linh thú cấp tam phẩm. Đây là vì số lượng linh thú tinh của giống lạc đà khá ít, thực sự không thể tập trung được nhiều linh thú tinh cùng cấp nhị phẩm được, nên đành phải dùng cả linh thú tinh tam phẩm chân quý để góp nhặt thêm cho đủ số lượng. Sau đó trong một cái hộp nhỏ có đặt 10 quả trái cây tim tím to bằng nắm tay, nhìn qua thấy rông giống táo xanh. Đây lại là thiên lý quả, không cần luyện thành đan dược, trực tiếp dùng thì có hiệu quả tốt nhất. Hai cái dương cuối cùng có lẽ chính là hai con long mã rồi. Chỉ có điều thể tích hai cái dương này có vẻ không lớn lắm, nhìn qua thì hoàn toàn không thể nào cho hai con ngựa trưởng thành vào trong được. Không phải là cái tên này sẽ đưa hai con ngựa non cho chúng ta đấy chứ? Tống thư hàng đã đoán được cái mớ linh thú tinh mà đối phương nói được chọn lựa kỹ càng đó sẽ là nhị phẩm cấp thấp cả. Nếu thế thì liệu có khi nào hai con long mã đó cũng là ngựa non không nhỉ? Nếu như dám đưa ngựa non cho ta thì để xem ta có đánh chết hắn không. Diệt phượng công tử lạnh lùng nói. Sau đó, diệt phượng công tử mở cái dương ra. Lúc cái dương vừa được mở ra, một mùi nước biển sộc thẳng lên mũi. Diệt phượng công tử đầy đầy mắt kính, trên mắt kính phát ra hào quang hung ác, dám chơi trò văn vẻ với ta à. Hửm, diệt phượng công tử mở cái dương mà tự mình mang đến ra, ở bên trong lộ ra con hắc mã tinh bị trói thành cái bánh trưng ô ô ô, hắc mã tinh kêu ô ô lên. Diệt phượng công tử lấy dây chó yêu ra, điên cuồng đánh hắc mã tinh một trận. chương 494, lạnh quá, thả ta ra đi. Tống thư hàng đi đến gần thử dướn người ngó vào nhìn một cái, chỉ thấy trong dương chứa toàn là nước biển, sau đó ở trong hai cái dương, mỗi cái lại đựng một con. Cá ngựa ở trong. Tống thư hàng. Chẳng trách diệt phượng công tử lại tức giận đến như thế, hắc mã tinh đúng thật áp đáng bị ăn đòn, dám chơi trò văn vở. đương nhiên, hai con cá ngựa ở trong dương cũng không phải là loại cá ngựa bình thường. thể hình của chúng rất to, không tính cái đuôi đang cuộn lên, thì toàn thân của nó cũng phải dài tầm một mét rưỡi. hơn nữa, phần bụng của chúng còn mọc ra bốn cái móng vuốt nhỏ sắc bén, trên đầu còn có một cái sừng nhọn. đích thực là long mã có huyết mạch sao long. đừng đánh ta nữa mà, đánh nữa chết ngựa mất thôi. a a a ta cũng hết cách không thể nào kiếm đâu ra hai con long mã đem tới đây cho ngươi tương đương bởi vì ngươi đã nói, không thèm mấy con long mã trên người có huyết thống của ta mà. Nhưng, long mã trong tay ta, ngoài những con ngựa cái đã trở thành vợ ta ra thì toàn bộ những con còn lại đều có huyết thống của ta hết. Ta chính là một con ngựa giống, hắc mã tinh bị đánh đến mức lăn lộn trên đất. Tống Thư Hàng, đây mới là ngựa được đích thực, cầy bừa hết cả tộc luôn đừng có nói với ta là trong đàn long mã của ngươi ngoài vợ của ngươi ra thì không có một con ngựa rực nào khác nữa nhé diệt phượng công tử nói với giọng lạnh thanh hắc mã tinh ngượng ngùng nói quả thực là không có quần thể long mã này cũng là không lâu trước đây ta vừa mới thu phục được những con long mã được sẵn có trong đó đều bị ta đuổi đi rồi chỉ giữ lại tất cả long mã cái thôi diệt phượng công tử quất chết con hắc mã tinh tinh trùng thượng não này cho rồi Và lại hai con cá ngựa biển đó cũng lợi hại lắm đấy đừng thấy thân thể chúng nó nhỏ như thế nhưng chúng nó lại có huyết mạch giao long đấy sức mạnh vô hạn hai người cùng cưỡi trên một con cũng không thành vấn đề hơn nữa bởi vì có huyết mạch giao long nên chúng không chỉ có thể chạy trên mặt đất mà còn có thể cưỡi mây đạp gió nữa đấy hắc mã tinh lại nói thêm nghe thì có vẻ cũng oách đấy chứ tống thư hàng thử tưởng tượng một phen hắn cưỡi con cá ngựa biển dài một mét rưỡi giống như một người lớn cưỡi một con ngựa gỗ đồ chơi của trẻ con vậy sau đó chân nó chạy điên cuồng trên mặt đất cái khung cảnh này cũng đẹp quá đi lúc này diệt phượng công tử quay đầu lại nhìn hắn thư hàng người có muốn con cá ngựa biển này không tống thư hàng liều mạng lắc lắc đầu cho dù đổi thành linh thú bạch mã bình thường thì cũng còn tốt hơn con cá ngựa biển này nhiều lắm vậy thì đổi đi đổi thành hai con linh thú bạch mã bình thường cũng được diệt phượng công tử thở dài nói đúng lúc này ngư kiều kiều giật giật tóc tống thư hàng trong đôi mắt nhỏ của cô ngập tràn vẻ van nài thư hàng đạo hiếu hãy nhận lấy hai con linh mã này có được không linh thú cá ngựa có huyết mạch giao long mà ngư kiều kiều cũng là người cá có huyết mạch giao long tống thư hàng đối diện với đôi mắt nhỏ đen lay láy của ngư kiều kiều cuối cùng thở dài được rồi diệt phượng tiền bối giữ con cá ngựa biển của ta lại đi Ha ha, diệt phượng công tử đưa mắt nhìn ngư kiều kiều, cười nói, được rồi. Giữ cả con cá ngựa biển của ta lại giao cho kiều kiều đi vậy. Cảm ơn diệt phượng tiền bối, cảm ơn thư hàng đạo hiếu. Ngư kiều kiều vui mừng nói cảm ơn. Vì thế cho nên, giao dịch xong. Tống Thư Hàng nhét linh thú tinh vào trong túi nhất thốn chỉ xa, lại đưa cả 10 quả thiên lý quả cho Diệt Phượng Công Tử. Giao dịch lần này, hắn lại có được linh thú tinh bởi vì ngư kiều kiều cho nên nhận lấy hai con cá ngựa biển nên hắn không thể lấy thêm thiên lý quả này nữa diệt phượng công tử mỉm cười chỉ lấy năm quả thiên lý quả chỗ còn thưa hắn đều đưa lại cho tống thư hàng đối với ta mà nói thì thiên lý quả này đã không có tác dụng gì nữa rồi vốn ta đòi cái này là vì để cho ngươi đấy ta lấy năm quả coi như là giá hữu nghị vì đã ra tay giúp đỡ thôi vậy thì thư hàng tiểu hữu chúng ta từ biệt tại đây Nói xong, diệt phượng công tử sách theo cái dương đựng tên mặc áo đen ở trong, ngự kiếm bay về phía nhà dược sư. Tống thư hàng nhấc hai cái dương đựng hai con cá ngựa biển kia, gật gật đầu với hắc mã tinh và thuộc hạ của hắn. Vậy, hắc mã tinh đạo hiếu, ta cũng xin cáo từ dây. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Đợi, đợi một chút đã, hắc mã tinh đưa tay ra, đau khổ nói, giải khai cái cấm chế ở trên người ta trước cái đã trên người hắn vẫn có cấm chế của Diệt Phượng Công Tử. Cấm chế, ồ, oh, cái này ngươi không cần phải lo lắng đâu, sau hai ngày thì cấm chế sẽ tự động được giải khai thôi. Tống Thư Hàng cười, vẫy vẫy tay, tạm biệt, không hẹn gặp lại nhé. Vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại, Hắc Mã Tinh vẫy tay với vẻ oán hận. Ở một nơi khác, Tư Mã Giang điều động lực lượng bên công ty của mình. Sau đó chi nhánh của công ty chuyển phát nhanh phong thu ở thành phố Tam Hải đã điều một chiếc xe Việt dã đến. Tống thư hàng cùng hai vị đệ tử của Sở gia, thêm cả Tư Mã Giang bắt đầu lên xe, đi thẳng về địa bàn của nhà họ Sở. Con đường dài răng dặc, bởi vì thời gian rất vội, cho nên hai vị đệ tử của Sở gia và Tư Mã Giang thay phiên nhau lái xe, người dừng nhưng xe không dừng. Sau khi chạy xe suốt gần 11 tiếng đồng hồ, đoàn người cuối cùng cũng đến một cái thôn nhỏ nằm ở bên ngoài địa bàn của nhà họ Sở. Do Tư Mã Giang là một người bình thường nên đệ tử Sở gia không cho hắn vào sâu bên trong địa phận của Sở gia. Lão tổ Sở Khang Bá của Sở gia đã nhận được tin tức từ sớm nên đã đến thôn nhỏ này chờ hàng chuyển phát nhanh. Hoàn tất quá trình giao nhận chuyển phát nhanh. Nhiệm vụ hoàn thành, Tư Mã Giang từ biệt mọi người. Trước khi đi, lão tổ của Sở gia tặng cho Tư Mã Giang hai cái bình nhỏ. Đó là một ít nước thuốc có chứa linh lực, có thể uống trực tiếp có thể tăng thể chất của người bình thường một cách từ từ, hiệu quả ước chừng cũng không thua kém gì, linh mạch bích trà. Sau khi tư mã giang nhận lấy hai cái bình nhỏ kia, thì trên mặt cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười rực rỡ. Hắn tiếp tục từ biệt tống thư hàng, lại lái xe quay về trước. Bàn tay của lão tổ nhà họ sở có chút run run sờ vào cái dương kia. Món hàng chuyển phát nhanh này là do người bạn thâm giao tán tu linh Hoàng Lý Thiên Tố gửi cho hắn lúc y hãy còn sống. Sở tiền bối, món hàng chuyển phát nhanh này, có phải là do Lý Thiên Tố đạo trưởng gửi cho ngài không? Tống Thư Hàng lên tiếng dò hỏi. Lúc trước, hắn căn cứ vào lời miêu tả của Tư Mã Giang, cộng thêm việc sau khi Linh Quỷ Tiến vào trong món hàng chuyển phát nhanh này thì không chịu chui ra, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là Lý Thiên Tố thôi. Đúng là bản thâm giao ấy của Lão Phu gửi đến, Lão Tổ của Sở Gia thở dài. Không ngờ lần này hắn bế quan dưỡng thương một chuyến, vừa mới xuất quan thì người bạn tốt của hắn đã thân tử đạo tiêu. Đây chính là sự tàn khốc của thế giới tu sĩ. Có khi một lần bế quan, thế giới bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn, cảnh thì còn như người đã mất. Quả nhiên là như vậy, Tống Thư Hàng gật gật đầu. Hắn nhìn cái dương kia hắn có thể cảm ứng được, linh quỷ đang ở bên trong cái dương đó. Hắn lại thử triệu hoán linh quỷ xem sao, nhưng linh quỷ chỉ truyền đến một ý niệm, lạnh quá, lạnh quá đi mất, vào trong đầu hắn, sau đó mãi mà không chịu ra lúc này lão tổ của sở ra bắt đầu mở món hàng chuyển phát nhanh đó ra bên trong món hàng chuyển phát nhanh là một cái dương lớn bên trên nó có khắc phù văn trận pháp nhìn qua thì là một cái đại trận phong ấn sau đó có một luồng hàn khí truyền ra từ cái dương lớn đó chỉ mới là một luồng hàn khí mỏng manh thôi nhưng hai vị đệ tử sở ra bình thường bên cạnh lại dùng mình một cái bất giác lùi lại phía sau tất cả những người dưới cảnh giới nhị phẩm đều tránh ra hết đi sở khang bá lên tiếng đồng thời ánh mắt của hắn xẹt qua tống thư hàng hắn nhìn ra được tống thư hàng đang đợi hắn mở món hàng chuyển phát nhanh này ra hắn đoán không ra ý nghĩ của tống thư hàng nếu như nói tống thư hàng ham muốn thứ đồ ở trong món hàng chuyển phát nhanh này thì trong thời gian trên đường đến đây hắn có rất nhiều cơ hội để cướp cái món hàng này đi cơm mà mà bây giờ hàng đã chuyển đến tay hắn với tu vi của linh hoàng ngũ phẩm như hắn thì 100 tên tống thư hàng cũng không cách nào cướp được món hàng này từ trong tay hắn được. Lẽ nào đối phương chỉ là vì tò mò muốn biết món bảo vật ở bên trong thùng chuyển phát nhang là gì thôi sao? Sở khang bá hít thở sâu, sau đó đưa tay đặt lên trên cái dương, mở nó ra. Ngay sau đó, một khối băng tinh phát ra toàn hàn khí hiện ra trước mắt hắn. Hàn khí cực kỳ đáng sợ, Tay của Sở Khang bá chỉ là mở cái dương thôi nhưng trên bàn tay lại đóng một tầng băng thật dày. Hắn chính là linh hoàng ngũ phẩm đấy, nóng lạnh bất xâm. Nhưng mới chỉ tiếp xúc với cái dương thôi mà ngay đến bàn tay hắn cũng đã bị đông cứng lại rồi. Sở Khang bá thầm thở dài. Hắn ngay lập tức đoán ra được trong cái dương này chứa vật gì đó chính là con gái của người bạn cũ kia. Hắn biết Lý Thiên Tố có một cô con gái mắc một căn bệnh lạ. Trên người cô ấy có một đạo hàn khí rất quỷ dị thậm chí lúc nghiêm trọng sẽ đóng băng toàn thân con gái của lý thiên tố lại căn bệnh lạ này ngay đến cả vị linh hoàng ngũ phẩm như lý thiên tố cũng không cách nào chữa trị được thậm chí lý thiên tố đã tiêu tốn toàn bộ tài sản chỉ vì cô con gái này của mình đứa con gái này cũng là người duy nhất mà lúc sinh thời lý thiên tố không thể nào buông bỏ được thế nhưng hàn bệnh mà ngay đến cả lý đạo hữu có thiên tư ngút trời cũng hết cách vậy thì lão phu còn có thể làm được gì đây Sở Khang Bá cười khổ trong lòng. Nhưng thân là sinh tử chi giao với Lý Thiên Tố, nếu trước khi chết Lý Thiên Tố đã phó thác cô con gái này cho hắn, hắn sẽ hết lòng chăm sóc đứa nhỏ này. Nếu như có cơ hội, có thể trị khỏi bệnh cho con gái của Lý Thiên Tố, thì cho dù có tiêu tốn hết của cải, Sở Khang Bá cũng không tiếc. Tiền tài là vật ngoài thân, chỉ cần hắn vẫn còn thì linh thạch có nhiều đến mấy cũng có thể từ từ kiếm về được. Tống Thư Hàng nhìn tăng băng tinh kia, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác quen thuộc. Trong băng quan, có một cô bé gái tóc trắng. Tóc dài tết thành đuôi sam, vắt chéo trên vai. Trên người cô bé mặc một cái áo khoác thật dày khiến cho cả cơ thể bị gói thành hình một quả cầu. Lý âm trúc, Tống Thư Hàng buột miệng nói ra cái tên này. Người ở trong băng quan chính là con gái Lý Âm Trúc của tán tu Lý Thiên Tố. Lý Âm Trúc vốn đã mảnh mai nhỏ con, lại bởi vì mắc bệnh lạ mà dáng người cũng liên tục thu nhỏ lại. Bây giờ thoạt nhìn chỉ bằng một cô bé gái 3 tuổi mà thôi. Hóa ra là như thế, chẳng trách trong dương chuyển phát nhanh ngập tràn hàn khí. Chẳng trách, linh quỷ lại nằm ở trong cái tủ lạnh thiên nhiên này không chịu chui ra. Hả, đợi chút đã. Tống Thư Hàng nhanh chóng trông thấy có một gật gò lên trên cái băng quan hình chữ nhật này, linh quỷ lúc này đã bị nhốt ở trong khối băng mới gồ lên đó thả ta ra, thả ta ra đi. Lạnh quá tương đương, lạnh quá đi mất tương đương, linh quỷ không ngừng truyền ý niệm này vào trong đầu của Tống Thư Hàng. Hóa ra là không phải nó chịu ra, mà là không thể ra được đây mà. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Sở tiền bối, món hàng chuyển phát nhanh đã được mở ra, vậy tại hạ muốn thu hồi linh quỷ của mình trước. Tống Thư Hàng chắp tay, nhìn sở khang bá. Lúc này, sở khang bá cũng đã phát hiện ra, linh quỷ giống tống thư hàng y như đúc đang bị nhốt trong khối băng kia. Hóa ra là như thế, đối phương vẫn luôn đợi hắn mở món chuyển phát nhanh ra, là vì muốn thu hồi linh quỷ của mình. Nhưng mà, tại sao linh quỷ của đối phương lại vào trong món hàng chuyển phát nhanh này được? Lúc này, tống thư hàng nắm lấy bảo đao bá toái, nhẹ nhàng tách cái chỗ băng tinh nổi lên kia. Chỗ băng tinh nổi lên kia bị bá toái đao tách ra dễ dàng. Xong, trên bảo đao bá toái cũng nhanh chóng ngưng tụ một tầng băng tinh mỏng. Hàn khí này bá đạo thật đấy. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. chương 495, thiếu nữ tóc trắng trong băng tinh. Hỏa diễm đao, Tống Thư Hàng hỏi với vẻ nghi hoặc. Không đúng, hắn đâu có thôi phát hỏa diễm đao đâu. Sở khang bá đứng ở một bên vội vàng la lên, tiểu hiếu, ngươi làm gì thế? Tống Thư Hàng, ta đã làm gì đâu? Trong lúc nói chuyện, hỏa diễm trên bảo đao bá toái lại càng cháy mạnh, trong hỏa diễm trên đao lại hiện ra một đạo thiên uy nhàn nhạt, nhạt. Kiếp hỏa, Tống Thư Hàng bỗng hiểu ra. Hỏa diễm này không phải là lửa thật mà hỏa diễm đao thúc phát ra, mà là lửa của thiên kiếp. Hắn vội vàng nhấc bảo đao bá toái lên, định xê dịch nó ra khỏi băng tinh. Kiếp hỏa cũng không phải là thứ để đùa giỡn, nếu như không cẩn thận một cái mà làm lý thiên tố ở trong băng tinh kia bị thương thì Tống Thư Hàng làm sao mà chịu trách nhiệm được cơ chứ? Nhưng, lúc Tống Thư Hàng dùng lực nhấc bảo đao bá toái ra, nó lại không nhúc nhích chút nào. Lúc này, băng tinh lại giống như một thỏi nam châm vậy, khư khư hút lấy hỏa diễm ở phía trước, với lực cánh tay của tu vi nhị phẩm như Tống Thư Hàng thì không cách nào nhấc bảo đao bá toái lên được. Có chuyện gì thế? Sở Khang Bá vội vàng tiến lên phía trước, đỡ lấy cánh tay của Tống Thư Hàng, truyền đến một chút linh lực, muốn giúp Tống Thư Hàng một tay. Nhưng, khi thêm linh lực của Sở Khang Bá vào, Kiếp hỏa trên bảo đao bá toái lại như lửa đổ thêm dầu, thoáng cái đã cháy còn mạnh hơn trước. Tống thư hàng và sở khang bá cùng nhau buông tay lùi về phía sau để tránh bị kiếp hỏa trên đao làm bị thương. Kiếp hỏa này có phải là lưu lại từ lần trước không nhỉ? Tống thư hàng lẩm bẩm. Chủ cũ của bảo đao bá toái chính là bá thiên quân tông chủ nguyệt đao tông, một vị tu sĩ tứ phẩm thân chịu sự dày vò của kiếp hỏa. Cuối cùng, dưới cái phẩy quạt tam tinh ngư hỏa phiến khe khẽ của tống thư hàng thì đến cả người cả pháp bào, lệnh bài cũng bị kiếp hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Khi đó, bảo đao bá toái trong tay bá thiên quân cũng chịu thiên kiếp chi hỏa thiêu đốt. Trước đây, lúc Tống Thư Hàng nhặt bảo đao bá toái về, cả cây bảo đao đều bị kiếp hỏa thiêu đến đen thui. Chỉ là không thể ngờ rằng, trong bảo đao bá toái lại còn trôn giấu một ít kiếp hỏa. Mãi cho đến bây giờ, nó bị hàn khí trong băng tinh kích động nên mới kích phát ra. Kiếp hỏa bốc cháy hừng hực, bao trùm cả mặt băng. Không được rồi, nếu như kiếp hỏa cứ đốt lên như thế, thì nói không chừng cả băng tinh cũng bị thiêu rụi mất. Tống Thư Hàng nghiến chặt răng, lại đưa tay ra để nắm lấy bảo đao bá toái. Trên cán đao vẫn chưa bị kiếp hỏa phủ lấy, vừa hay có thể một tay nắm chặt. Sở Khang bá nhíu mày nói, tiểu hữu cẩn thận, thiên kiếp chi hỏa không phải là trò đùa đâu. Thế nhưng, lúc Tống Thư Hàng đưa tay ra nắm lấy bảo đao bá toái, kiếp hỏa trên đao dường như hao kiệt, đột nhiên tắt lụi đi. Tay của Tống Thư Hàng vừa mới nắm chặt bảo đao thì không còn kiếp hỏa nữa, băng tinh cũng không còn lực hút với bảo đao bá toái nữa. Bảo đao bị hắn nhấc lên một cách dễ dàng. Mà băng tinh này, chẳng qua là bị kiếp hỏa đốt cháy mất một tầng vỏ bên ngoài, tan thành nước chảy xuống, bên trong nó vẫn cứng như thép, yếu ớt phát ra luồng hàn khí. Kiếp hỏa vẫn chưa tổn thương đến lý âm trúc ở trong băng tinh. Tống Thư Hàng không khỏi thở phào. Sau khi khẳng định băng tinh không sao, Tống Thư Hàng nhìn sang sở khang bá chắp tay hành lễ, sở tiền bối, chuyển phát nhanh đã chuyển đến nơi rồi, ta cũng đã thu hồi linh quỷ rồi. Cho nên, ta phải cáo từ tiền bối rồi. Mấy bà mẹ họ sở vẫn còn đang lo lắng cho mình về chuyện máy bay gặp sự cố, vẫn nên về nhà, sớm báo câu bình an để bọn họ an tâm mới phải. Đồng thời, Tống Thư Hàng thúc giục chân khí, sau khi làm tan chảy tầng băng tinh bao lấy linh quỷ ra khỏi băng quan của Lý Âm Trúc. Mất đi sự chống đỡ của hàn khí, Khối băng tinh lập tức biến thành một khối băng bình thường, chân khí vừa được thúc ra, khối băng tinh ngay lập tức bị tan ra. Sau khi linh quỷ thoát thân ra khỏi băng tinh, run rẩy mất một lúc mới nhanh chóng chui về trong khí hải đan điền của Tống Thư Hàng, có thế nào cũng không dám ra nữa. Kể từ sau khi Tống Thư Hàng tấn thăng lên cảnh giới nhị phẩm, linh quỷ đã có hai cái nhà. Nó vừa có thể ở trong trí não của Tống Thư Hàng lại vừa có thể vào trong khí hải đan điền. Xin tiểu hữu đợi chút, lúc này sở khang bá lại cất tiếng giữ người lại. Thừa dịp tiểu hữu ở đây, chỉ bằng đi vào trong địa phận của sở gia với ta một chuyến. Ta có thể giao bản đồ cấm địa và tin tức mà ta và Lý Đạo Hữu đã từng thăm dò ra được cho tiểu hữu Cấm địa kia là nơi mà Lý Thiên Tố đã phải trả giá bằng cả tính mạng mình. Sở Khang Bá lặng lẽ nhìn vào đôi mắt bị đóng băng của Lý Âm Trúc. Nói không chừng, hy vọng cứu chữa cho con gái của cố hữu lại chính ở trong khu cấm địa đó. Nếu như vị bạch tiền bối và vị tống thư hàng tiểu hữu đang đứng trước mắt đây, sau khi thăm dò khu cấm địa đó có thể có được phương pháp cứu chữa cho Lý Âm Trúc, thì có thể cứu được huyết mạch của cố hữu một mạng rồi. Cũng được, tống thư hàng gật gật đầu. Nếu đã đến rồi thì mang bản đồ cấm địa kia đi luôn một thể. Nói không chừng nhìn vào phần bản đồ cấm địa, bạch tiền bối sẽ thu lại kế hoạch du hành vũ trụ một tháng của mình đây cũng nên. Mọi việc phải suy nghĩ theo hướng tích cực mà. Lúc Tống Thư Hàng và Sở Khang Bá đang nói chuyện thì điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn lôi điện thoại ra nhìn một cái, là Hoàng Sơn Chân Quân gọi điện đến. Cuối cùng Chân Quân cũng nhớ đến hắn rồi sao? Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, áo cà sa trên người hắn đến bây giờ vẫn chưa cởi ra được đây này. Âm thanh ôn nhu của Hoàng Sơn Chân Quân cất lên, "Alo, Thư Hàng tiểu hữu hả?" "Chân Quân, ta đã đợi cuộc gọi này từ ngày được mấy ngày nay rồi." Tống Thư Hàng đáp khụ, ha ha ha, mấy ngày nay ta đang bị con chó tiểu đậu đậu suốt ngày quấn lấy người này dày vò, ha ha ha, đối phó với nó thật không dễ dàng gì. Trong ngữ khí của Hoàng Sơn Trân Quân có cảm giác có kiểu gì đấy rất là đắc ý. Đậu đậu, không phải là bị nấu thành lẩu thịt chó rồi đấy chứ. Khụ khụ, người đã có cái mật mã của áo cà sa trong tay rồi, ta sẽ gửi ảnh cho ngươi, ngươi chú ý lấy xuống. Thế nhé, tạm biệt, Hoàng Sơn Trân Quân nói xong thì tắt luôn điện thoại hình như chân quân đang bận chuyện gì thì phải. Rất nhanh sau đó Tống Thư Hàng đã nhận được một tin nhắn hình ảnh. Trên đó quả thực là cách thức giải mật mã áo cà sa. Dựa theo cách thức mở khóa của ký hiệu trên hình ảnh, Tống Thư Hàng ấn lên áo cà sa màu ngọc bích. Bịch, cái áo cà sa chết tiệt trên người hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Áo cà sa rơi ra, Tống Thư Hàng cảm thấy dường như gánh nặng trong lòng mình cũng rơi xuống như thế, thở phào ra một hơi dài sở khang bá sau khi đợi tống thư hàng cởi áo cà sa ra mới lên tiếng vậy thì xin mời tiểu hữu đi vào trong địa phận sở ra một chuyến vậy tống thư hàng vắt áo cà sa lên tay mời sở tiền bối dẫn đường sở khang bá chia tay ra cẩn thận dùng linh lực nâng băng tinh lên đặt nó lên trên một chiếc xe đẩy nho nhỏ đã được chuẩn bị sẵn muốn đẩy nó về địa phận của sở ra băng tinh được linh lực nâng đỡ nhẹ nhàng rơi vào trong chiếc xe đẩy nhỏ kia phịch, lúc rơi xuống, cả khối băng tinh chấn động nhẹ. Sau đó, Sở Khang Bá và Tống Thư Hàng trông thấy trên băng tinh xuất hiện một vết nứt. Sau đó lại càng nhiều vết nứt như lưới cá xuất hiện trên bề mặt băng. Tống Thư Hàng hỏi, chuyện không liên quan gì đến ta chứ hả? Lão Phu đặt xuống rất nhẹ nhàng mà. Sở Khang Bá cũng đáp. Rắc rắc rắc. Cả khối băng tinh bắt đầu vỡ ra. Liệu có phải Lý Âm Trúc ở bên trong tỉnh lại rồi không? Tống Thư Hàng phỏng đoán hàn khí trong người con gái của Lý Thiên Tố cũng không phải là lúc nào cũng trong tình trạng phát bệnh. Hàn khí sau khi phát tác một khoảng thời gian cũng sẽ ẩn núp đi một khoảng thời gian. Lúc hàn khí ẩn núp đi, Lý Âm Trúc có thể hoạt động như người bình thường, chỉ có điều nhiệt độ cơ thể thấp hơn một chút, và còn đặc biệt sợ lạnh nữa. Bây giờ, có lẽ nào là lúc hàn khí trong người đứa bé bắt đầu ẩn núp? Rất có khả năng, sở khang bá gật đầu nói hắn cũng biết một chút về bệnh tình của con gái Lý Thiên Tố. Trên thực tế, quả thực giống như những gì hai người phỏng đoán, dòng hàn khí đáng sợ trên băng tinh bắt đầu nội liếm lại, cả khối băng quan cũng chuyển hóa thành khối băng bình thường. Rất nhanh sau đó, toàn bộ khối băng trên băng quan vỡ vụn ra, lộ ra cô bé tóc trắng mặc áo rất dày, như một quả cầu ở bên trong. Sau khi Lý Âm Trúc thoát ra từ trong khối băng, cả người lạnh run cầm cập. Trên tóc, trên người của con bé còn có rất nhiều miếng băng vụn còn vương lại. Con bé mở choàng mắt, không chỉ có tóc con bé bị biến thành màu trắng bạc. Nếu nhìn kỹ một chút thì thấy cả lông mi và đồng tử của con bé cũng bị biến thành màu trắng bạc. Đẹp đẽ và đáng yêu giống như một con búp bê vậy. Mỗi lần Lý Âm Trúc phát bệnh, ít thì 7-8 ngày, nhiều thì hàng tháng. Hàn khí trong cơ thể sẽ tự động nội liếm để cho con bé có thể có một khoảng thời gian tự do vận động. Nhưng lần này, Bệnh tình của nó quá nghiêm trọng rồi, trực tiếp hình thành lên một băng quan. Phụ thân lý thiên tố của nó lo lắng cho bệnh tình của nó, nên đã trực tiếp phong ấn cả cái băng quan này lại. Kết quả, mãi cho đến sau khi phong ấn được giải khai, hàn khí trong cơ thể nó mới nội liếm để cho nó chui ra khỏi băng quan. Ư, ừ, ư, lý âm trúc cuộn tròn thành quả bóng, từ trong miệng phát ra âm thanh yếu ớt. Lúc tống thư hàng trông thấy cô bé lạnh run cầm cập nhất thời trong lòng trào lên một cảm giác thương xót, lẽ nào là thuộc tính, người hiền lành của hắn lại phát tác. Mà hắn đã từng nhập vào trong mộng cảnh của Lý Thiên Tố, đã trải qua quá trình Lý Thiên Tố kết hôn rồi dưỡng dục con gái. Cho nên, lúc trông thấy Lý Âm Trúc lạnh run cầm cập, khó tránh khỏi có chút cảm tình thâm nhập vào. Có khăn lông khô không? Tống Thư Hàng lập tức hỏi. Đệ tử sở ra ở bên cạnh đưa cho hắn một cái khăn lông khô dày dặn. Tống Thư Hàng tiến lên một bước, Thuần thuộc ôm lấy Lý Âm Tố đang lạnh run cầm cập lên, dùng khăn lông khô lau kỹ hết mẩu băng vụn trên tóc, trên mặt, trên cổ của cô bé. Động tác nhẹ nhàng giống như mây trôi nước chảy, như là đã từng làm qua hàng trăm hàng nghìn lần rồi. Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng cau mày nhìn quần áo ở trên người Lý Âm Trúc. Những bộ quần áo này có lẽ vốn là những loại vật phẩm như pháp bào, có hiệu quả pháp thuật, có thể cung cấp độ ấm cho chủ nhân. Nhưng, dưới sự xâm nhập của luồng hàn khí vào trong cơ thể Lý Âm Trúc, toàn bộ áo này đều mất đi hiệu quả giữ ấm. Hơn nữa lại đóng băng trong băng tinh khá lâu nên bây giờ quần áo cũng như băng lạnh vậy. Trước tiên phải thay một bộ quần áo khác cho cô bé mới được. Tống Thư Hàng lấy áo cà sa màu ngọc bích của mình ra, bao lấy Lý Âm Trúc vào trong, lại quay đầu lại nói với sở khang bá, sở tiền bối. Hãy để cho một nữ đệ tử của sở ra lau qua người cho đứa bé này rồi thay một bộ quần áo khác để giữ ấm một chút sở khang bá gật đầu cho gọi hai vị nữ đệ tử đến phân phó bọn họ đi thay quần áo cho lý âm trúc trước hai vị nữ đệ tử bước đến chia tay ra chuẩn bị đón lấy đứa bé gái tóc trắng trong tay tống thư hàng nhưng hai mắt của lý âm trúc lại đột nhiên mở bừng ra đầy vẻ hoảng sợ cô bé ôm chặt lấy tống thư hàng cả người nép vào phía sau tống thư hàng sau đó cô bé còn run rẩy dữ dội hơn hai vị nữ đệ tử của sở ra khẽ cười ngượng ngùng Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 495.